kiểm tra đánh giá, phương pháp dạy học vân vân rất là mở và trao rất nhiều quyền chủ động cho giáo viên. Và vì vậy những cái nội dung gì là những nội dung cốt lõi thì chúng ta cần bắt buộc phải theo. Tuy nhiên có rất nhiều những nội dung nó thuộc về cái quyền quyết định của giáo viên, và vì vậy mà trong cái buổi ngày hôm nay các thầy cô có thể áp dụng, các thầy cô thích ở điểm nào, các thầy cô có thể linh hoạt và sử dụng nó. Không có nghĩa rằng toàn bộ những gì mà tôi chia sẻ với các thầy cô ngày hôm nay là những gì mà các thầy cô bắt buộc phải thực hiện nhé. Chúng ta sẽ rất là linh hoạt, đây coi như là một buổi sinh hoạt chuyên đề để mà các thầy cô có thể có thêm những cái cách thực hiện thôi. Vâng, tôi xin phép vào cái phần nội dung của bài ngày hôm nay ạ. Và quay trở lại cái nội dung về năng lực phẩm chất của nó như thế nào, đúng không ạ? Cái hợp phần thứ hai của việc triển khai một cái môn học ở nhà trường đó là về tài liệu dạy học. Thế thì tài liệu dạy học thì các thầy cô cũng đã làm quen và rất nhiều thầy cô cùng tham gia vào quá trình gọi một chút ngoài lề trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay vấn đề về tài liệu dạy học. Thứ nhất là Hiện và Đào tạo đã ban hành với tiếng Anh lớp 3, lớp 4 theo cái hình thức là bắt buộc là chúng ta có 10 bộ tài liệu tất cả, 10 bộ sách giáo khoa tất cả. Và so với các môn học khác thì đây môn tiếng Anh là một cái môn mà phải xin nói là rất là may mắn. Chúng ta may mắn ở chỗ là có quá nhiều các đơn vị mà người ta quan tâm đầu tư vào cái việc dạy và học tiếng Anh. Và cũng có rất nhiều tài liệu là có sự hợp tác với các đơn vị nước ngoài. Và do vậy và cái chất lượng tài liệu tiếng Anh thì cơ bản là nó rất là tốt, bởi vì chúng ta được áp dụng, chúng ta được thừa hưởng những cái rất là hiện đại, những cái rất là mới mẻ của các nước phát triển và của các nước mà tiếng Anh trở thành là ngôn ngữ thứ nhất của họ. Cái việc nhiều tài liệu này nó còn có một cái yếu tố nữa là các thầy cô có thể tham khảo rất là nhiều những tài liệu khác nhau để làm gì? Bởi vì trong cái việc và dạy học với cái chương trình mới này, chương trình là bắt buộc và tài liệu là linh hoạt và tham khảo. Và vì vậy với một cái hợp phần, một cái chủ đề chẳng hạn trong một cái bộ sách các thầy cô đang dạy mà các thầy cô cảm thấy là không happy, không thích, không hợp với cái phong cách của mình hay là không phù hợp với cái điều kiện học sinh của mình chẳng hạn, bởi vì không có một bộ tài liệu nào có thể làm tất cả học sinh hay giáo viên của 63 vùng miền đều hạnh phúc như nhau cả. Ví dụ nó có thể là dễ với Hà Nội nhưng mà lại khó với những cái vùng khó chẳng hạn, hay ngược lại. Thế thì trong cái việc mà nhiều tài liệu như vậy thì các thầy cô hoàn toàn có quyền được tham khảo các cái tài liệu khác nhau để mà ví dụ nguyên một cái chủ đề gì đó, hay là một cái hoạt động học tập gì đó, hay một cái game hay một cái project nào đó mà chúng ta không thấy thỏa mãn với cái tài liệu mình đang có, thì các thầy cô hoàn toàn có thể là tham khảo các cái tài liệu khác, đúng không ạ? Vì vậy cái tài liệu dạy học môn học tiếng Anh này có thể nói là một trong những cái môn học mà rất là may mắn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái việc là nhiều tài liệu thì nó sẽ dẫn đến những cái khó khăn mà giáo viên vẫn thường đặt câu hỏi, hay là ngay cả báo chí rồi ngay cả đại biểu quốc hội chẳng hạn, khi người ta đi gọi là kiểm tra rồi là đi khảo sát vân vân để việc thực hiện chương trình này, họ cũng nêu ra một số các cái vấn đề mà trong buổi ngày hôm nay không phải là cái mục đích chính, nhưng mà tôi cũng sẽ đang xem và nói về cái vấn đề về tài liệu dạy học. Và chỉ cần chốt một câu ở đây là gì ạ? Tài liệu dạy học là tham khảo và các thầy cô hoàn toàn có thể là linh hoạt để mà điều chỉnh nó. Bây giờ còn hai cái hợp phần mà nó sẽ là cái nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay là vấn đề về kiểm tra đánh giá và phương pháp dạy học. Về phương pháp dạy học thì không thể nói hết được về nội dung về cái phương pháp này, vì chúng ta 4 năm học đại học, đúng không ạ? Để trở thành một giáo viên tiếng Anh cũng chỉ xoay quanh về vấn đề phương pháp dạy học mà thôi. Cho nên là trong buổi ngày hôm nay tôi xin phép chọn một cái điểm mà các thầy cô đang rất là quan tâm. Chúng ta có thể nói rằng nó đang là một cái hot ở bây giờ, đó là về cái kế hoạch bài dạy. Và cũng hơi buồn một chút, đấy là về cái việc hiểu về cái kế hoạch bài dạy theo công văn 2345 ở một số địa phương, không phải là tất cả, hơi bị cứng nhắc. Và cũng có một số nơi, đó là những cán bộ quản lý của chúng ta thì lại không phải là giáo viên tiếng Anh mà lại là của môn của tiểu học chẳng hạn, hay là của các cái chuyên môn khác, và dẫn đến rằng họ không thực sự hiểu hết những gì đang diễn ra trong một cái kế hoạch bài dạy, và dẫn đến là họ áp vào và quy chiếu cho giáo viên những cái quy định bắt buộc phải có trong một kế hoạch bài dạy. Và điều đó thì dẫn đến một cái điểm, đó là gì ạ? Vì là áp và vì là bắt buộc nên dẫn đến là giáo viên bắt buộc phải theo, và bắt buộc phải theo trong một cái tâm trạng rất là khó chịu, không thoải mái và không cảm thấy phục với các cái nội dung đó mà vẫn phải làm, dẫn đến là một cái tư tưởng làm việc chống đối, và cái kế hoạch bài dạy đấy vô hình chung nó đi vào không phải thực chất vấn đề. Vậy thì cái kế hoạch bài dạy đó
chúng ta cần quan tâm điểm gì, thì ngày hôm nay tôi sẽ nói kỹ hơn một chút. Vâng. Một cái phần nữa là về phần kiểm tra đánh giá. Thì về kiểm tra đánh giá thì chúng ta cũng tập huấn nhiều rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì tôi sẽ tập trung vào một số các cái nội dung về kiểm tra đánh giá của cái tiếng Anh tiểu học. Thế thì tóm lại là hai cái cơ bản, đó là kế hoạch bài dạy về kiểm tra đánh giá. Thì tôi xin phép được đi qua một số các nội dung như sau. Thứ nhất là rất là nhanh thôi, cái quy định của Bộ về việc soạn kế hoạch bài dạy. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau xem là vậy thì với những cái quy định mới của chương trình giáo dục phổ thông và cụ thể là từng môn học và hoạt động giáo dục, trong đó có môn học tiếng Anh, nói đi nói lại về cái việc là phát triển năng lực và phẩm chất. Thế thì trong một cái kế hoạch bài dạy, các thầy cô thể hiện như thế nào về việc phát triển năng lực phẩm chất? Và tại sao lại phải như vậy ạ? Bởi vì thưa các thầy cô là có thể là không phải tất cả, nhưng mà trước đây thì chúng ta có rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta dạy học theo cái kiểu ví dụ như là dạy về ngày hôm nay, hết ngày, nhiệm vụ của tôi là gì? Học sinh nhớ được những cái từ vựng này, học sinh nói được những cái cấu trúc này, và chúng ta không quan tâm đến cái việc là học sinh phát triển được những cái năng lực hay những cái phẩm chất gì. Hay nói một cách khác là ví dụ như là trong môn văn học chẳng hạn, học sinh mà khi học một tác phẩm văn học, ví dụ như là học về tác phẩm Chị Dậu, điều đó không có nghĩa rằng là học sinh biết được cái tác phẩm Chị Dậu đó ra đời năm nào, tác giả là ai, nội dung của nó là như thế nào. Nó chỉ là một cái lý do thôi. Cái tác phẩm văn học Chị Dậu đó chỉ là một lý do để mà qua đó người ta truyền tải những cái năng lực, những cái phẩm chất mà học sinh cần đạt được. Ví dụ, biết cảm thụ văn học, biết chia sẻ với những cái mảnh đời khó khăn, biết cách diễn đạt, biết cách tổ chức các cái ý của mình, vân vân. Hay là toán học cũng vậy, 1+1=2 hay là 5 x 5=25, đó chỉ là cái lý do để mà chúng ta rèn luyện cho học sinh cái tư duy, đúng không ạ? Tư duy và những cái sáng tạo để tính toán một cách logic. Tiếng Anh cũng vậy, qua rồi cái thời mà chúng ta nghĩ rằng là gì, tôi dạy học sinh pen là cái bút, cat là con mèo, là học sinh chỉ biết cái bút và con mèo thôi, mà chúng ta phải suy nghĩ và cân nhắc làm sao là khi học xong những cái từ vựng đó rồi, học sinh nó phải đạt được những cái năng lực chuyên môn của môn học như thế nào, rồi là cái năng lực chung của chương trình được yêu cầu, ví dụ như là giao tiếp hợp tác, hay là những cái phẩm chất, ví dụ như là nhân ái chẳng hạn. Thế thì với một cái chương trình mới, và cái này thì không có tự chọn nữa rồi, cái này là bắt buộc, các thầy cô sẽ phải cân nhắc đến cái việc là trong một cái kế hoạch bài dạy, ta đặt cái vấn đề về phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh như thế nào. Thì cái nội dung thứ hai là tôi xin phép đi sâu vào một cái bài dạy cụ thể mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái vấn đề là vậy cái năng lực phẩm chất tôi cài cắm trong cái bài đó, qua cái bài đó phát triển cho học sinh như thế nào. Và ví dụ như là các cấp quản lý chẳng hạn, họ nhìn vào cái giáo án đó của cô, họ dự giờ cái bài dạy của cô, họ nhìn thấy được cái phương pháp, rồi cái tiếp cận của cô đến một cái chuẩn của chương trình phát triển năng lực và phẩm chất ra sao. Và nội dung thứ hai, nội dung về kiểm tra đánh giá thì những cái yêu cầu thì rất là nhanh, rất là cơ bản thôi. Tuy nhiên, về như tôi được biết là cái kỹ thuật kiểm tra đánh giá thường xuyên hay là những cái cách ra đề kiểm tra đánh giá định kỳ, chúng ta cũng đã làm việc với nhau rất nhiều. Tôi sẽ nhấn mạnh nhiều hơn đến việc là một cái kế hoạch bài dạy cụ thể mà chúng ta vừa lấy ví dụ ở trên phần 1 ấy, chúng ta lồng ghép những kỹ thuật đánh giá thường xuyên ở trong đó như thế nào, để các thầy cô thấy rằng những kỹ thuật đánh giá thường xuyên này nó là cái việc dạy học hàng ngày, nó đi theo hàng ngày, chứ nó không phải là một cái kỹ thuật mà bổ thêm vào, bộ yêu cầu đổ thêm vào để cái việc dạy học của các thầy cô nó trở nên là nặng nề, mệt mỏi và quá nhiều và quy trình. Chúng ta sẽ xem lại, có thể rất nhiều thầy cô làm rất tốt rồi, xem là trong quá trình dạy học hóa ra là mình đang làm rồi, đúng không ạ? Có thể là mình chưa đặt tên nó thôi, mình chưa đọc tên nó ra thôi, đúng không ạ? Và về kiểm tra định kỳ thì tôi cũng chỉ xin phép là có một vài những cái điểm mới thôi. Thêm một cái nữa là sẽ giới thiệu với các thầy cô về cái kho học liệu hỗ trợ về kiểm tra đánh giá, cả của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cả của bên công ty HAID. Thế thì tại sao tôi đảo lại so với cái chương trình đưa ra? Bởi vì tôi muốn là tiếp cận theo cái đường hướng là từ một cái bài học cụ thể. Và vì vậy thì nếu như mà chúng ta xử lý với kế hoạch bài dạy trước, chúng ta nghiên cứu cái bài dạy đó một cách kỹ càng, thì sang đến phần kiểm tra đánh giá và đặc biệt là cái đánh giá thường xuyên ấy, thì ta đi bám luôn theo cái bài học đó thì cái logic của nó sẽ hợp lý hơn. Thế và trong cái quá trình này, vâng, có cô giáo nói là em muốn hỏi ma trận, vâng, sẽ có hết ạ.
thì tôi cũng xin phép là tôi cố gắng đi theo được những cái điểm cơ bản, còn lại những cái nội dung mà các thầy cô mong muốn biết thêm thì tôi xin phép sẽ gửi qua nhóm của các bạn cán bộ kỹ thuật của công ty HID và các bạn có thể chuyển cho các thầy cô. Và tuy nhiên thì cũng xin thông báo với các thầy cô là tới đây rất là nhanh rồi, năm học tới chúng ta có rất nhiều nguồn để có thể tiếp cận cái nội dung này và không cần phải khó khăn đi xin chỗ này đi xin chỗ nọ nữa, nên các thầy cô yên tâm nhé. Vâng ạ. Thế thì bây giờ xin phép các thầy cô là các thầy cô tương tác với tôi một chút nhé. Dạ. Các thầy cô sẽ bấm vào hộp chat box 1 là có và 0 là không trong một số các cái câu hỏi như sau. Trước khi chúng ta bước vào phần đầu tiên, đấy là phần về kế hoạch bài dạy, và các thầy cô cùng giúp tôi để cảm giác rằng mọi người vẫn đang nghe. Dạ. Câu thứ nhất. Các thầy cô đã nghiên cứu công văn 2345 của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường chưa? Một hay là không? Tất cả đều một rồi ạ. Vâng, xin phép dừng ạ. Tuyệt vời. Tôi là một trong những người chắc bút cái công văn này, cho nên khi các thầy cô nói rằng đã nghiên cứu rồi cảm thấy rất là vui, rất tuyệt vời. Cảm ơn các thầy cô. Ta dừng câu 1 nhé. Xin mời các thầy cô với câu thứ 2. Yêu cầu về xây dựng kế hoạch bài dạy theo công văn 2345 có giống với những gì các thầy cô đang thực hiện trước đây hay không? Một hay là không? Một là có, không là không ạ. Có người không? Không giống, rất nhiều không. Vâng, không giống. Có một số ít một. Chủ yếu là không ạ. Tôi muốn tiếp theo và muốn lắng nghe thêm. Rồi. Không, không rất nhiều. Rồi ạ, xin phép được dừng. Xin phép được dừng đến câu hỏi thứ 3. Thầy cô có được phép làm khác với format được gợi ý trong công văn 2345 của Bộ hay không? Vâng, rất nhiều số 1, có một số 0, 2 số 0 và một số số 0. Nhắc lại à, có được phép làm khác với format của Bộ không? Chủ yếu là 1, tùy vào điều kiện từng trường. Có một phần, có một bài số 0. Tiếp tục đi ạ. Vâng. Dạ, cũng số không nhiều lên rồi đấy ạ. Rồi, vâng, xin phép dừng cái phần trao đổi với các thầy cô nhé. Và như vậy thì tôi có thể thấy rằng là tất cả các thầy cô đều đã được nghiên cứu công văn 2345 và cái yêu cầu về xây dựng kế hoạch bài dạy theo công văn 2345 hiện nay nó khác, chủ yếu là khác với những gì các thầy cô đã làm trước đây với kế hoạch bài dạy. Và đại đa số các thầy cô cho rằng là được làm khác với format gợi ý của Bộ, nhưng vẫn có một số lượng đáng kể cho rằng không được thay đổi cái format này. Thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau thảo luận một chút nhé. Dạ. Cái kế hoạch bài dạy của các thầy cô có lẽ là chúng ta sẽ nhìn nó trong một cái tương quan của ba cái hợp phần quan trọng, ba cái thành tố quan trọng mà trong công văn 2345 đã có. Một là kế hoạch giáo dục nhà trường, và cái này là hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái kế hoạch giáo dục nhà trường đó nó chỉ là cái khung thôi, khung của một cái tòa nhà thôi, đúng không ạ? Cái nội dung thứ hai đó là về kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn, của các cái liên quan đến các môn học hay các hoạt động giáo dục. Và lúc này thì nó bắt đầu định hình thành các cái phòng chức năng trong cái tòa nhà đó, đúng không ạ? Ở nhà thì có phòng ngủ hay là phòng tắm chẳng hạn, ở trường thì có thể là phòng dạy học hay là phòng thể thao gì đó chẳng hạn. Và tất cả những cái gì mà bao nhiêu lâu nay chúng ta đã rất là đổ tâm huyết, chúng ta làm vất vả bao nhiêu lâu nay về một cái chương trình về phát triển năng lực phẩm chất để làm sao cho người Việt Nam học xong rồi đi ra ngoài giống như là tôi đã có lần nói ví dụ với các thầy cô đấy ạ. Một công ty rất là nổi tiếng ở nước ngoài, khi họ vào họ tuyển dụng kỹ sư bậc cao ở Việt Nam và có vài nghìn cái hồ sơ để mà thi tuyển, nhưng đến khi tuyển được thì họ chỉ tuyển được đúng 2 kỹ sư trong số hàng nghìn các hồ sơ, đúng không ạ? Hay là ví dụ một cái điển hình khác đó là gì ạ?
học sinh của chúng ta học tiếng Anh, học bao nhiêu năm, học đến lớp 12 chẳng hạn, thế nhưng mà đến khi đi ra đời vẫn không nói, không nghe được tiếng Anh, đúng không ạ? Hay là ví dụ cụ thể là như con tôi chẳng hạn, con tôi học ở Việt Nam thì các cháu thuộc dạng là lực học là bình thường thôi. Tôi rất muốn các con là có thời gian để tập trung các việc khác, cho nên cũng không ôn luyện quá nhiều và các con học bình thường thôi. Nhưng mà khi mà các con đi ra nước ngoài học thì đứng đầu lớp luôn, ngay cái tháng đầu tiên vào là các con đã đứng đầu lớp luôn về cái việc là giải các cái bài toán rồi là những cái môn tự nhiên của họ, đúng không ạ? Về Việt Nam thì tuy nhiên vào những cái môn mà đòi hỏi trải nghiệm những cái thực tế, những cái sáng tạo vân vân thì con mình ở cái mức độ là bình thường so với các bạn. Thế thì một số những cái ví dụ đó để cho các thầy cô cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái việc mà một cái chương trình mà lại chỉ có phát triển mỗi kiến thức thôi, các con có thể rất giỏi, có thể rất siêu, học có thể lên 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm, nhưng mà đến lúc ra đời thì lại không thực hiện được, đúng không ạ? Không nói, không nghe được tiếng Anh, hay là không thể có thể là hands-on vào một cái công ty nước ngoài mà người ta đòi hỏi những kỹ năng để người ta tuyển dụng là làm luôn, chứ không phải là phải tái đào tạo nữa. Thế thì cái nhà trường và cái tổ chuyên môn này nó mới chỉ đang dựng khung thôi, dựng khung tòa nhà thôi, khung các phòng thôi. Còn cái yếu tố cốt lõi mà để cái chương trình nó có thành công không ấy, thì nó lại rơi vào cái yếu tố thứ ba, đó là cái kế hoạch bài dạy của giáo viên, đúng không ạ? Và vì vậy vừa nãy tôi cũng rất là mừng ở chỗ là gì ạ? Rất nhiều giáo viên đã đánh giá rằng là gì, cái kế hoạch bài dạy bây giờ nó không giống với những gì các thầy cô đã làm trước đây. Có nghĩa rằng các thầy cô đã có những cái suy nghĩ về những cái mới mình cần phải đưa vào. Còn những thầy cô nói rằng là giống thì cũng rất là mừng, bởi vì tôi tin rằng những thầy cô đó trước đây trong bài dạy của mình đã luôn luôn chú ý tới cái việc phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Vâng, thế thì xin phép các thầy cô là chúng ta sẽ đi sâu vào một chút về kế hoạch bài dạy và những cái gì là cái mà chúng ta cần phải có và những cái gì chúng ta có thể linh hoạt. Thế thì cái phần về liên quan đến lý thuyết này thì tôi xin phép được nói nhanh thôi. Vâng ạ. Kế hoạch bài dạy thì nó có cái điểm thứ nhất là cần phải có cái năng lực và phẩm chất của học sinh, phát triển năng lực phẩm chất của học sinh. Cái điểm thứ hai là cần phải linh hoạt, phù hợp với học sinh và điều kiện tổ chức dạy học, được điều chỉnh và bổ sung thường xuyên. Tại sao tôi lại bôi đỏ từ năng lực phẩm chất thì tôi từ nãy tôi nói nhiều rồi nhé. Nhưng tôi bôi đỏ thêm một cái từ thứ hai, đó là cái sự linh hoạt với học sinh và điều kiện tổ chức dạy học. Tôi lấy ví dụ trong một cái kế hoạch bài dạy theo cái gợi ý nhé. Tôi chỉ nói là cái gợi ý thôi, không phải cái bắt buộc. Theo gợi ý của công văn 2345, 2345. Thì có một cái phần gọi là cái phần liên quan đến ứng dụng thực tế, đúng không ạ? Ứng dụng thực tế. Và với một giáo viên có một cái giáo án liên quan đến cái ứng dụng thực tế về môn tiếng Anh, ví dụ như là giới thiệu các thành viên trong gia đình, họ tên là gì, họ bao nhiêu tuổi, rồi vân 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 vân, gì đó chẳng hạn, hay giới thiệu các phòng ngủ trong nhà, hay là giới thiệu bất cứ một cái gì đó theo cái nội dung dạy học của thầy cô, thì cái mà hoạt động mà chúng ta gọi là trong công văn 2345 gọi là liên hệ kết nối với cuộc sống, giáo viên đưa ra một cái hoạt động là học sinh hãy về nhà mượn điện thoại của bố mẹ và quay video để giới thiệu từng thành viên trong gia đình. This is my father, his name is 35 years old, gì gì đó vân vân gì đó, và con sẽ làm một cái video mà liên quan tới cái giới thiệu về gia đình đó và gửi lại cho cô, và cô có thể sử dụng nó trong các cái mục đích hoạt động học tập của cô khác nhau. Thế thì với cái hoạt động mang tính chất là kết nối với cuộc sống như vậy, thì nếu như cô mượn một cái giáo án của một giáo viên ở Hà Nội mà cô không lưu ý tới cái yếu tố và điều kiện tổ chức dạy học của mình đó là gì ạ? Tôi lấy ví dụ thế nhé, có thể là nó không thực sự là phù hợp. Ở một cái vùng cực kỳ khó khăn, phụ huynh chủ yếu là nông nghiệp, không có, thậm chí là điện thoại di động cũng không có, hay là mạng internet cũng không phù hợp, đúng không ạ? Và cái việc mà quan tâm đến con cái nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Và cô cũng áp nguyên cái đó, cô giữ nguyên cái giáo án mà xin lỗi là cô đi mượn hay cô đi mua đâu đó chẳng hạn, cô không thay đổi một chút gì, thì nhìn vào đó thì thấy ngay rằng là gì, là cái việc hiểu và cái việc mà deal with cái giáo án của cô, cái kế hoạch bài học của cô đã không để ý tới cái tính linh hoạt, cô đang áp dụng một cách rất là máy móc, đúng không ạ? Và do vậy mà cái
phù hợp với học sinh hay không, điều kiện tổ chức dạy học của mình có phù hợp hay không, vân vân, là một cái yếu tố mà trong kế hoạch bài dạy cô cần phải lưu ý. Và nó bổ sung thường xuyên, bởi vì ví dụ như là tôi lấy ví dụ như một giáo viên của chúng ta thì thường dạy khoảng 23 lớp, tính trung bình thì sẽ khoảng là 23 tiết, và tính trung bình sẽ khoảng 6 lớp. Và như vậy là trong một trường các cái lớp học sinh nó đã khác nhau một chút rồi, huống chi là giống như cái ý tiếp theo, đó là chúng ta có thể tái sử dụng năm nay chúng ta dùng cho năm tiếp theo. Và như vậy cũng chấp nhận trong trường hợp là các thầy cô không thay đổi trong một cái giới hạn nhất định, nhưng mà ví dụ cô 5 năm rồi cô vẫn sử dụng một cái giáo án như vậy, đúng không ạ? Lúc nào các lớp cũng bê đi như vậy, không có một sự, tôi không nói về cái mặt là thủ tục hành chính nhá, thủ tục hành chính theo cái kiểu là kiểm soát vân vân, kiểm tra vân vân, tôi không nói đến nội dung đó, mà tôi nói đến cái thực chất của cái kế hoạch bài dạy của cô. Nếu nó không có một tí thay đổi nào, cô cứ bê nguyên các bước như vậy, cô cứ thực hiện đi thực hiện lại như vậy, thì chính bản thân cô cũng thấy là nó sẽ phù hợp với lớp này, nó phù hợp với lớp khác, nó phù hợp với học sinh này nhưng nó không phù hợp với học sinh khác. Và vì vậy cái bản chất của kế hoạch bài dạy đó là gì ạ? Cô có thể tái sử dụng nhưng cô cần linh hoạt điều chỉnh và làm sao cho nó phù hợp với cái cá nhân mình dạy học, với cái điều kiện dạy học, rồi cái thời gian chứ, đúng không ạ? Cái năm nay ta mới vào, mới dạy chương trình mới nó khác, nhưng mà 3 năm rồi thì nó lại phải khác, rồi là học từ bạn bè nó phải khác, thì có những cái điều chỉnh mang tính chất rất thực tế như vậy các thầy cô phải lưu ý. Và nó có một cái nữa mà chúng tôi rất mong là cán bộ là bình thường ra thì tài liệu học nó lại khác. Một cái điểm nữa là nếu cán bộ quản lý các thầy cô đang lắng nghe, các thầy cô hết sức chú ý giúp tôi, vì giáo viên kêu cái này cũng khá nhiều đấy ạ. Đấy là về việc là lưu trữ kế hoạch bài dạy. Việc lưu trữ kế hoạch bài dạy này, chúng tôi cho khuyến khích giáo viên là lưu trữ theo nhiều hình thức phù hợp. Có thể lưu trữ bằng giấy, đúng không ạ? Nhưng hoàn toàn có thể là lưu trữ trên máy tính. Và làm ơn là đừng bắt giáo viên là phải in ra và sau đó là ký vào từng năm. Có những cái tổ trưởng hay là có những cái đồng chí mà cán bộ quản lý là bắt giáo viên năm học 2022-2023 in ra, xong sau đó là để đảm bảo rằng năm sau cô ấy không dùng cái đấy nữa thì ký vào từng trang. Và như vậy để làm gì ạ? Giải quyết vấn đề gì ạ? Đúng không ạ? Trong khi đó nếu giáo viên mà lưu ở trên online, ở trên máy tính, giáo viên có thể thứ nhất là rất linh hoạt điều chỉnh. Điều chỉnh trên máy tính dễ hơn điều chỉnh bản in chứ, đúng không ạ? Thứ hai, rất là tiết kiệm, đúng không ạ? Và thứ ba, không hình thức, giảm chữa bớt cho giáo viên những cái vấn đề liên quan đến cái thủ tục hành chính đi, để cho người ta tập trung vào cái phát triển chuyên môn, cái thực chất của một kế hoạch bài dạy trên lớp. Thế cho nên là chúng tôi khuyến khích giáo viên là sử dụng công nghệ thông tin để lưu trữ, và các thầy cô cán bộ quản lý làm ơn là đừng bắt in ra và máy móc thực hiện để cho nó lãng phí ra. Tôi lấy một ví dụ như là chúng ta đã biết về cái câu chuyện là ở rất là nhiều nước là người ta thậm chí là còn không có sách giáo khoa, nhưng câu chuyện thật của tôi đấy ạ, mặc dù là đã cũng có nghiên cứu học hỏi nhiều, nhưng đến khi thực tế cuộc sống của gia đình mình tiếp cận thì tôi mới thấy rằng là đúng là cũng có những thứ mà chúng ta cũng cần phải nghiêm túc nghiên cứu một chút. Tôi lấy ví dụ như hai con tôi đi học, tất cả những gì mà giáo viên yêu cầu học sinh mang đến trường đó là một cái máy tính và một vài quyển vở, không có sách giáo khoa. Tất nhiên nó còn tùy nhé, điều kiện của mỗi nơi khác nhau. Ở Việt Nam mà không có sách giáo khoa các thầy cô sẽ cực kỳ gặp khó khăn, vì không biết tìm nguồn tài liệu ở đâu, rồi là điều kiện, rồi là trình độ, rồi các thứ vân vân, nó sẽ rất là có vấn đề. Và quay trở lại vấn đề về trường của con tôi đang học chẳng hạn, thì là các bạn không có một cuốn sách giáo khoa nào, và vở ghi cũng có chỉ lác đác 2-3 cuốn thôi, và tất cả những gì là một cái máy tính đến học. Tuy nhiên họ lại có những cái cách kiểm soát khác, ví dụ như là máy tính bố mẹ được quyền truy cập, có password, chịu trách nhiệm về các nội dung trong máy tính của con. Khi con đến trường chỉ truy cập vào qua cái internet của nhà trường, và do vậy nhà trường khống chế được con truy cập những cái gì. Quay trở lại vấn đề là đấy, các thầy cô thấy là ngay cả bên cạnh những nước xung quanh chúng ta, họ đều đang phát triển gọi là công nghệ hóa tất cả rồi, và vì vậy chúng ta cái gì có thể đơn giản, dễ hơn, cởi trói cho giáo viên thì các thầy cô hãy áp dụng, và đừng làm cho cái việc gọi là sổ sách giấy tờ của giáo viên nó trở thành một cái hình thức chống đối và rất là mệt mỏi. Thì đấy là một cái điểm mới các thầy cô lưu ý nhé. Thêm nữa về hợp phần của một kế hoạch bài dạy thì tôi cứ liệt kê hết lên đây nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Và rất là cảm ơn, có một cô giáo nói là rất mới ạ. Vâng, rất là hy vọng ngày hôm nay có nhiều
các thầy cô là cán bộ quản lý cấp trường tham gia thì quá là tuyệt vời. Và về hợp phần cơ bản của một kế hoạch bài dạy thì thưa các thầy cô là chúng ta có, vâng, xin lỗi các thầy cô nhé, tôi rất là muốn là chúng ta sẽ cứ cùng nhau vừa làm việc vừa dừng lại tôi trả lời luôn. Các cán bộ quản lý luôn làm theo văn bản. Vâng ạ, văn bản dễ thôi ạ, mở công văn 2345 nói rất là rõ đấy ạ. Công văn 2345 nói rõ là những cái ý mà tôi đưa ra ở đây là toàn trong công văn hết các thầy cô. Cho nên là ai mà bắt in ra mà thế này thế kia thì xem lại công văn, đúng không ạ? Dạ, rồi ta tiếp tục nhé. Hợp phần cơ bản của một kế hoạch bài dạy thì chúng ta có 4 hợp phần cơ bản được nêu ra, đó là yêu cầu cần đạt, đồ dùng dạy học, hoạt động dạy học chủ yếu và điều chỉnh sau bài học. Thế thì với cái 4 hợp phần cơ bản này, các thầy cô hãy lưu ý điểm số 4, mở ngoặc nếu có, đúng không ạ? Và nên có, nếu mà xét về mặt chuyên môn thì nên có. Thế còn 3 cái hợp phần bên trên là 3 hợp phần mà chúng ta cần phải chú ý khi mà chúng ta thực hiện soạn một cái kế hoạch bài dạy. Bây giờ tôi xin phép đi vào cái điểm tiếp theo là đây ạ. Trong cái tôi xin copy nguyên si cái khung kế hoạch bài dạy trong công văn 2345, nhưng các thầy cô hãy lưu ý là khung kế hoạch bài dạy này là khung kế hoạch bài dạy mang tính chất là gợi ý và không bắt buộc các thầy cô. Và nó gợi ý ở điểm nào? Đó là những cái gì, thứ nhất là về mặt nội dung thì nó tùy vào từng trường hợp, như tôi đã nói ở trước rồi, để các thầy cô có thể điều chỉnh các cái nội dung phù hợp trong cái khung này. Thứ hai là về mặt trình bày, các thầy cô có thể trình bày nó ở cái việc là dàn hàng ngang, hay các thầy cô có thể trình bày ở dạng kẻ ô, hay các thầy cô có thể có những cái cách trình bày sáng tạo như thế nào đó, miễn làm sao cô đọc cô hiểu mà người khác đọc, ví dụ chia sẻ chuyên môn chứ không phải là vấn đề về kiểm tra đâu, người khác đọc người ta hiểu, đúng không ạ? Một cái linh hoạt nữa, đó là linh hoạt về độ dài. Với một cái giáo viên mà mới vào nghề thì thú thật là giáo viên trẻ mới vào nghề, giống như là tôi nghĩ là giống như tôi ngày xưa và rất nhiều cô giáo mà khi mà mới vào nghề á, thì chúng ta vẫn thường hay nghĩ rằng mình có thể làm được, rồi mình thế này mình cái kia. Tuy nhiên cứ trải nghiệm, cứ dạy học, cứ trải nghiệm và tuổi càng ngày càng già thì chúng ta mới thấy rằng là đúng là cái kinh nghiệm dạy học nó rất là quan trọng. Và do vậy mà với cái gợi ý của tôi đối với giáo viên trẻ mới vào nghề, đó là đừng chủ quan, nhìn qua cái sách giáo khoa, nhìn qua cái bài dạy ta nghĩ rằng ta có thể lên và ta có thể tiêu được. Nhưng mà nếu như các thầy cô mà ngồi nghiên cứu, làm nghiêm túc một kế hoạch bài dạy đầy đủ, gọi là dự đoán các cái tình huống và các cái hoạt động một cách phù hợp, thì tôi đảm bảo rằng các thầy cô lên lớp sẽ chủ động hơn rất là nhiều. Và do vậy với một giáo viên mà mới vào hay kinh nghiệm còn hạn chế chẳng hạn, hoặc là tiếp cận một sách mới, tiếp cận một bài mới chẳng hạn, thì cái khung kế hoạch bài dạy của các thầy cô nó có thể là vài trang, đúng không ạ? Nó dài bởi vì tôi cần phải ngồi tôi ghi lại, tưởng tượng các tình huống có thể xảy ra, tôi làm chi tiết để có thể không phải là hỗ trợ cho tôi trên dạy vừa nhìn giáo án là hỏng rồi, đúng không ạ? Nhưng mà làm một công tác tôi chuẩn bị, tôi ngồi tôi nghĩ ra là tôi đã chuẩn bị tôi phải dạy cái gì, đúng không ạ? Nhưng với một giáo viên mà ví dụ chúng ta dạy 20 năm rồi, chúng ta dạy cái sách này nhiều lần rồi, đúng không ạ? Và chúng ta có quá nhiều kinh nghiệm mà thậm chí chúng ta phản ứng ngay lập tức trên lớp chứ không cần thiết phải ngồi ghi quá chi tiết. Thậm chí là có những người là gì, càng ghi chi tiết lại càng dạy không hay. Vì tôi là một cái trường hợp mà ví dụ chuẩn bị phát biểu một cái gì mà đó, tôi cứ ghi quá nhiều là tôi lại phát biểu không hay. Nhưng mà nếu mà tự cái cảm xúc lúc đó của mình nhìn vào cái đối tượng đang nghe rồi là nhiều yếu tố khác nhau, thì lúc đó tôi lại cảm thấy rằng là làm thấy phiêu hơn, thấy thích hơn chẳng hạn. Thì với những cái giáo viên mà có kinh nghiệm mà người ta muốn làm ngắn hay người ta chỉ muốn gạch đầu dòng đơn giản thôi thì cũng là quyền của người ta. Thì một cái linh hoạt tiếp theo mà tôi muốn nói đó là gì ạ? Độ dài. Vừa nãy tôi nhìn thấy có một cô giáo nói rằng là giáo án dài quá, có ai bắt dài quá đâu. Và như ngày hôm qua thì trong một cái tập huấn cho sách giáo khoa lớp 4 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo có tham gia cùng một nhà xuất bản, thì có đưa ra một cái tình huống là một cái cô giáo dạy tiếng Anh mà soạn một cái bài soạn mà nó lên tới 15 trang và một cái PowerPoint hơn 60 cái slide. Và như vậy thì nó thực sự là mất quá nhiều thời gian của các thầy cô. Và vì vậy
tôi xin phép được nói một chút nữa là chúng ta linh hoạt cả về cái độ dài, miễn làm sao các thầy cô cảm thấy đủ những gì mà theo cái định hướng chương trình chúng ta cần phải thực hiện. Các thầy cô nhé, thế thì nhìn vào cái khung kế hoạch này, các thầy cô thấy là yêu cầu cần đạt thì đương nhiên rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Đồ dùng dạy học, các hoạt động học tập chủ yếu thì ở đây có hai cái điểm các thầy cô chú ý, đó là các hoạt động học tập chủ yếu ở đây là có bốn cái liệt kê ở phần 3 ấy ạ. Hoạt động mở đầu đương nhiên rồi, khởi động rồi là khởi động vừa để vui chơi rồi vừa để có thể là review để mà kết nối vào cái bài mới chẳng hạn. Hoạt động hình thành kiến thức mới, trải nghiệm, khám phá, phân tích hình thành kiến thức mới, mở ngoặc rõ ràng là chỉ đối với bài hình thành kiến thức mới. Nếu như thầy cô nào mà ôm nguyên cái bước hình thành kiến thức này ấp vào một cái bài review hay là một cái bài mà phát triển kỹ năng, rèn luyện kỹ năng nghe nói đọc viết chẳng hạn, thì rõ ràng là cái bài này của các thầy cô là nó lệch rồi, đúng không ạ? Đối với cô chứ không phải tất cả đều đi theo cái format này. Hay là luyện tập thực hành thì đương nhiên rồi, nhưng mà cái vận dụng trải nghiệm mở ngoặc là nếu có vận dụng trải nghiệm này, nó là dạng luyện tập thực hành ở cái mức độ rất là cao và nó phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả điều kiện nữa, đúng không ạ? Cô cho học sinh học về danh lam thắng cảnh của Hà Nội hay là của Hải Phòng hay là của Quảng Ninh hay là của Thành phố Hồ Chí Minh hay là gì đó chẳng hạn, hay là của Lào Cai chẳng hạn. Thế và bây giờ cô muốn là gì? Tôi có một cái hoạt động trải nghiệm là tôi cho học sinh đi ra ngoài chẳng hạn để trải nghiệm, các con sẽ cùng nhau vẽ, cùng nhau nói hay cùng nhau giới thiệu hay cùng nhau trải nghiệm rồi tìm hiểu thêm về những cái danh lam thắng cảnh chẳng hạn, thì đấy là một cái hoạt động vận dụng mà không phải nơi nào các thầy cô cũng có thể thực hiện được, nên ở đây là có chữ là nếu có và cái điều chỉnh bài dạy cũng nếu có. Thế thì các thầy cô sẽ thấy là gì ạ? Nó có rất nhiều cái nếu có ở đây, đúng không ạ? Để thấy là cái tính linh hoạt. Nào rồi, thế bây giờ xin phép các thầy cô là các thầy cô hãy cùng tôi nghiên cứu vào một cái ví dụ cụ thể để các thầy cô thấy rằng chúng ta cần có những cái cốt lõi gì trong cái kế hoạch bài dạy. Thì các thầy cô dành thời gian nhìn một chút, nghiên cứu một chút, và tôi lấy một ví dụ của cái sách Global Success. Global Success của Unit 12. Unit 12 này thì phía trên thì tôi để toàn bộ cái unit này để các thầy cô có thể hình dung được là học sinh đang học cái gì, đã học cái gì của bài này. Và cái bài mà chúng ta sẽ chọn để lấy ví dụ ở đây là cái bài mà là lesson số 3 và là cái tiết cuối cùng, tiết thứ 6, period 6. Đấy, thế thì trên cơ sở đấy, cái unit 12 họ cung cấp từ tiết 1 đến tiết 5, bây giờ là như vậy. Và tiết thứ 6, học sinh sẽ có 3 cái hoạt động, 4, 5, 6, read and complete, let's write và project. Thì các thầy cô sẽ dành vài phút để nghiên cứu một chút và trước khi tôi đi vào cái ứng dụng cụ thể của cái kế hoạch bài dạy cho tiết này. Rồi ạ, thế bây giờ tôi xin phép đặt câu hỏi với các thầy cô ạ, ngắn gọn thôi. Với cái bài học này, các thầy cô rất là nghề, nhìn một cái người ta có thể hình dung ra ngay. Và nhất là chúng ta cũng dạy sách Global Success rất nhiều, đúng không ạ? Thế thì với cái yêu cầu cần đạt của cái bài này, thì theo các thầy cô, chúng ta có yêu cầu về năng lực và phẩm chất. Thì trong năng lực thì chúng ta có năng lực môn học và năng lực chung. Với năng lực môn học thì không nói làm gì rồi. Câu hỏi của tôi đặt ra là với cái 5 cái năng lực chung ở đây, thì các thầy cô hãy trả lời cho tôi xem bằng cách là đánh số từ 1 đến 5 vào trong cái chat box của mình, là cái bài dạy này các thầy cô sẽ có thể phát triển được những năng lực nào trong số 5 cái năng lực này. Các thầy cô đánh vào chat box giúp nha. Xin mời ạ. Một là yêu nước, hai là nhân ái, ba chăm chỉ, bốn trung thực và năm là trách nhiệm. Xin mời các thầy cô ạ.
rất là khác nhau. 2 năm rồi, rất khác nhau à? Rồi thế xin phép các thầy cô dừng nha. Bây giờ đến phẩm chất ạ. Ở đây chúng ta có 3 cái chùm phẩm chất theo chương trình mới đưa ra, đó là giao tiếp hợp tác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Vậy thì theo các thầy cô, trong cái bài này chúng ta sẽ phát triển nhé, chứ không thể nào hình thành được, phát triển những phẩm chất nào trong 3 phẩm chất này? Xin mời ạ. Thế thì thông qua cái phần các thầy cô trả lời nhanh như vậy thì có thể thấy rằng các thầy cô đang có các cái quan điểm, các góc nhìn rất khác nhau về việc phát triển năng lực phẩm chất trong một bài học. Bây giờ trong một cái bài này, tôi quay lại vấn đề về năng lực chung, yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Có cô giáo thì chỉ chọn 2, có cô giáo chọn cả 5. Về phẩm chất cũng vậy, có người chọn 1, có người chọn 2, có người chọn hết cả 3, hay là chọn gì đó, rất là đa dạng. Và thưa các thầy cô, câu trả lời của tôi là các thầy cô muốn chọn cái gì cũng được. Tuy nhiên, vấn đề thứ nhất là chọn nó, các thầy cô có làm không? Có thực hiện trong cái bài học không? Ví dụ, các thầy cô, có thầy cô chọn từ 1 đến 5 luôn. Vậy cô chọn yêu nước. Thế thì cô có một cái hoạt động hay cô có những cái nội dung gì khi mà triển khai cái bài này để thấy rằng phát triển bồi đắp được tình yêu nước của học sinh? Tôi đồ rắn hơi khó đúng không ạ? Nhưng biết đâu đấy các thầy cô rất sáng tạo, các thầy cô lại có thể dẫn đến được một cái gì đó thì sao? Đúng không ạ? Hay là ví dụ như có thầy cô cao thủ là gì? Cái bài này là nói là bài về công việc chẳng hạn, đúng không? Bài về công việc, bố nghề gì, mẹ nghề gì, làm việc ở đâu, với một cái lớp học rất là giỏi, sách giáo khoa có thể là hơi bị thấp với các con. Thế thì cô có thể phát triển thành là gì ạ? Thế thì công việc như vậy, thế thì sau này con muốn làm nghề gì? Nghề đó thì con góp gì được cho xã hội? Ồ, thế là nó quay ra yêu nước đấy ạ. Đúng không ạ? Yêu nước với học sinh tiểu học, nó không phải là gì ạ? Em yêu nước, thưa cô, em yêu nước, em có yêu nước không? Em có, này kia. Mà nó là những cái hoạt động đơn giản, nhỏ lẻ hàng ngày. Và em biết rằng mỗi người có một công việc, và cái công việc đó đóng góp cho xã hội như thế nào, tốt như thế nào, thì đó là một cái biểu hiện của yêu nước rồi. Đúng không ạ? Và cái năng lực thứ hai chẳng hạn, năng lực là nhân ái, thì rõ ràng rõ quá rồi. Chúng ta nhìn thấy ngay cái bài này, cái phần project tác giả đã giúp luôn các thầy cô đấy ạ. Sách giáo khoa có nhiều cái kiểu sách trên thế giới mà họ không có sẵn những cái project như này đâu. Họ chỉ có những cái kho về kiến thức, về ngôn ngữ thôi. Và các thầy cô sẽ phải tự design ra những cái hoạt động sao cho nó phát triển được ABCD gì đó của học sinh. Thưa các thầy cô là đúng rồi ạ, một cô giáo vừa phát hiện ra rất là tuyệt vời, và chiều nay khi tôi làm là tôi bị ngược lại, rất tuyệt vời. Cảm ơn thầy cô vừa làm cách đây là hơn một tiếng đồng hồ, là các thầy cô đảo lại giúp nhé. Năng lực và phẩm chất nhé, chúng ta nói về phẩm chất trước nhé. Là xin lỗi, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Giống như sáng nay tôi nhớ là khi mà bắt đầu cái buổi tập huấn đấy, đúng không ạ? Bắt đầu buổi tập huấn thì thầy có đưa ra một số các cái lỗi sai để xem là các thầy cô có phát hiện ra không, có tương tác hay không, thì đấy là một cái chủ định của thầy. Thế còn với tôi thì không phải là chủ định của tôi, mà thấy tôi là khi mà type quá nhanh. Cảm ơn các thầy cô rất là nhiều, ta đổi luôn nhá. Tuyệt vời, cảm ơn ạ. Thanks. Rồi bây giờ quay trở lại vấn đề về các cái phẩm chất. Thế thì với các cái phẩm chất này thì việc mà chúng ta chọn phẩm chất gì để phát triển không quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là gì? Trong bài của cô có hoạt động hay không? Hay là cô cứ liệt kê ra trên cái phần mục tiêu, rồi cuối cùng là chúng tôi không nhìn thấy ở trong bài này có một cái gì đó để cô cover nó. Tương tự như vậy, về năng lực cũng vậy, giao tiếp hợp tác hay là tự chủ, tự chịu trách nhiệm cũng vậy. Nếu như cô phát triển nó, thì có cái hoạt động nào để cô thể hiện rằng là nó có cái việc mà chủ định của mình trong việc phát triển. Và một điều mà các thầy cô phải lưu ý là với cái định hướng của cái chương trình này thì chúng ta luôn luôn phải nằm lòng những cái phẩm chất và những cái năng lực
chung này của học sinh bên cạnh những cái năng lực về chuyên môn, để trong các bài học, trong các hoạt động luyện tập chúng ta phải lồng ghép nó vào để làm sao học sinh của mình đạt được những cái năng lực và phẩm chất này. Câu hỏi tại sao giáo viên tiếng Anh cần phải quan tâm? Bởi vì xin thưa với thầy cô rằng là chương trình đã đưa ra về cái năng lực và phẩm chất rồi, nhưng ai cũng nghĩ rằng là ôi đó là việc của ai ấy, còn tôi cứ dạy được của tôi. Giờ tiếng Anh tôi chỉ dạy mỗi cái phần về năng lực chuyên môn là năng lực chuyên môn thôi. Giờ mỹ thuật âm nhạc cũng vậy, giờ toán cũng vậy, năng lực tính toán thôi, chẳng ai quan tâm tới những cái nội dung khác của học sinh. Vậy thì làm sao học sinh có cơ hội để giải quyết vấn đề và sáng tạo, đúng không ạ? Làm sao mà nó có cơ hội giao tiếp và hợp tác nếu như cô cứ thao thao bất tuyệt, cô đứng trên cô nói, học sinh không có cơ hội giao tiếp với nhau, không có cơ hội hợp tác với nhau. Cô cứ mải trình chiếu 60 mấy cái slide của cô, và như vậy là nhìn thấy ngay rằng là gì ạ? Lệch chương trình, đúng không ạ? Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là gì ạ? Chúng ta có thực sự cần thiết phải bổ nó tất cả vào trong cái giáo án của mình hay không? Thì xin mời các thầy cô, tôi lấy ví dụ nhé. Tôi lấy ví dụ một cái objectives của một cái kế hoạch bài dạy. Ở đây phân ra là về năng lực chuyên môn thì chúng ta đã biết rồi. Từ vựng rồi cấu trúc rồi rất các kỹ năng học sinh cần đạt được theo từng cái đơn vị bài học nhất định. Về cái năng lực chung, competence, và về cái phẩm chất, attributes. Thì ở đây tác giả của cái phần này liệt kê ra thứ nhất là với cái năng lực chuyên môn, ở đây dùng từ rất đắt các thầy cô nhé, dùng từ rất đắt với hai cái từ là use và develop, sử dụng và phát triển. Thứ nhất là sử dụng từ vựng và cấu trúc đã học để mà nghe này, hỏi này, trả lời này, và trình bày giới thiệu với gia đình của mình. Đó là cách phép đo năng lực chứ không phải là về cái kiến thức. Đây là kỹ năng rồi, đúng không ạ? Thứ hai là phát triển các kỹ năng nghe nói. Đọc viết, và vì vậy các thầy cô thấy rằng cách sử dụng động từ ở đây đã cho thấy rằng tôi đi đến cái outcome, cái đầu ra, đó là học sinh phải làm được. Đấy là cái rất là quan trọng. Cái thứ hai là về năng lực chung, thì ở đây có đưa ra là gì? Giao tiếp và hợp tác. Rồi là tự chủ. Tôi có một cái ý kiến như thế này, đó là gì ạ? Cái giao tiếp về hợp tác, có lẽ là trong một cái giáo án các thầy cô sẽ không cần thiết phải đưa ra trong tất cả các bài. Bài nào cũng giao tiếp hợp tác, bài nào cũng giao tiếp hợp tác, đương nhiên rồi. Nếu các thầy cô thể hiện nó ở bên dưới cái bài của mình, có group work, có pair work, rồi là có các cái này, các cái kia, thì chúng ta không cần phải bài nào cũng bê nguyên cái việc là communication and collaboration vào đây cả, đúng không ạ? Và các thầy cô chỉ nhận ra cái điểm nào mà nó là một cái điểm nhấn của cái bài này. Tôi lấy ví dụ ở đây, cái ý thứ hai chẳng hạn, đấy gọi là gì ạ? Tự chủ và tự học chẳng hạn. Thì cái bài này đòi hỏi ở cái phần project thì học sinh sẽ phải mang một cái bức ảnh hay là vẽ một cái bức tranh về gia đình mang đến để cùng nhau thực hiện cái giờ project. Và như vậy rõ ràng là cái việc mà chuẩn bị cái đồ dùng học tập, chuẩn bị cái những cái thiết bị học tập là một cái điểm mà cô phải nói từ giờ trước, và học sinh phải có trách nhiệm về nhà chuẩn bị vân vân. Đó là một cái điểm nó khang khác một chút trong cái bài này, các thầy cô hãy điều vào. Còn những cái phần bên trên có hay không, là cái phần về communication chẳng hạn ấy, thích liệt kê vào cho nó dày cái giáo án của mình thì liệt kê, không thì không sao. Quan trọng là gì? Nhìn bên dưới các cái hoạt động học tập, nhìn thấy cái điểm đó là được các thầy cô nhé. Thế thì tiếp theo cái phần phẩm chất cũng vậy. Phần phẩm chất nó là lý tưởng tuyệt vời nếu trong một giờ học các thầy cô lôi được hết các phẩm chất ra, nhưng tôi nghĩ rằng là nó sẽ chúng ta sẽ phải nghĩ ra nhiều thứ quá để mà đạt được những cái mục tiêu mong muốn. Nên ở mỗi một bài hay mỗi một chùm bài, có những phẩm chất mà nó không qua được lesson, nó không thể đạt được, mà nó chỉ góp phần thôi. Và đến một cái cuối bài nào đó nó mới đạt được một cái nội dung gì đó. Chứ không nhất thiết là bài nào ta cũng phải chỉ ra được cái phẩm chất gì đó, đúng không ạ? Thế thì với cái bài này thì nó hiển nhiên rồi. Một cái phẩm chất dễ nhìn thấy đó là gì ạ? Học sinh thông qua cái việc là sưu tập ảnh của gia đình, và thậm chí là nếu cô nào mà cao thủ gọi là tích hợp cao, cô có thể là sử dụng tích hợp luôn trong cái giờ mỹ thuật chẳng hạn, nhờ giáo viên là ở cái chùm chủ đề vẽ về gia đình chẳng hạn, bao giờ vẽ, thế có thể đẩy lên giúp chị là vẽ sớm hay không, hay là giúp em vẽ sớm hay không, để em dùng luôn cái sản phẩm của mỹ thuật đó em mang sang cái lớp tiếng Anh để cho nó nói, thì đó là tuyệt vời. Đó là điều mà chúng tôi rất rất mong muốn các thầy cô làm, đúng không ạ? Thế
Thì cái sách giáo khoa này họ đã thiết kế cái bài cuối cùng để giúp các thầy cô cho học sinh nó đạt được một cái là cái phẩm chất đó là gì ạ? Quan tâm. Có những đứa không biết bố mẹ làm nghề gì đâu ạ, ngơ ngác lắm, bố mẹ làm ở đâu không biết. Và khi mà nó hỏi, nó có sự chuẩn bị, nó hiểu hơn về gia đình và muốn yêu thương thì người ta phải hiểu đã, thông cảm đã. Bố đi làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối chẳng hạn, thì rõ ràng cái bài này nó bật lên một yếu tố phẩm chất. Tuy nhiên, nhắc lại với các thầy cô, đó là gì ạ? Tất cả những cái này các thầy cô không cần phải đưa chi tiết vào trong một cái giáo án đâu nhé. Các thầy cô chọn lọc những cái điểm cơ bản để các thầy cô đưa vào sao cho nó hay. Và chúng tôi mà đi giờ, chúng tôi nhìn thấy trong cái hoạt động phía sau ấy, nó có được các cái yếu tố để năng lực phẩm chất là nó đủ rồi. Đúng không ạ? Là nó đi theo định hướng rồi. Không cần có hết, có những cái mà nó thực sự là logic thôi. Còn là như thầy cô nào vừa nói mà em có cả năm nữa thì tuyệt vời quá, đúng không ạ? Rồi ạ, đây là một cách thể hiện thứ hai. Cách thể hiện thứ hai, người ta lại kẻ bảng và người ta liệt kê chi tiết học các từ nào, các cấu trúc nào vân vân, thì đấy là tùy thế nào cũng được các thầy cô ạ. Rồi ta sang phần thứ hai nhé. Rồi tôi cứ nói là tôi say sưa chưa gì, nó đã sắp hết thời gian rồi mà cái phần kế hoạch bài dạy nó vẫn còn quá nhiều điều muốn nói. Vâng, về kế hoạch bài, về đồ dùng dạy học thì cũng tương tự như vậy thôi các thầy cô. Ở đây là ba cách thể hiện khác nhau, nhưng tôi thích cách thể hiện của cái phần core teaching app này. Các thầy cô, tôi thấy là giờ nào các thầy cô cũng tải ra là sách học sinh, sách giáo viên, computer, rồi là projector, rồi là pen, có người còn cho cả pen nữa, rồi là pencil, rồi là thế này thế kia. Thế thì thưa các thầy cô là thế thì cứ copy một phát từ cái giáo án bài, cái lesson 1 cho đến chúng ta có 140 tiết thì trừ 10 tiết kiểm tra đi, còn 130 tiết, 130 cái lesson các thầy cô có cái đó để làm gì? Đúng không ạ? Chả để làm gì cả. Các thầy cô vui lòng là chỉ nói một cái basic things ở lúc đầu ở đây là chúng tôi chuẩn là ví dụ đầu cái quyển giáo án chẳng hạn, mình có thể nói rằng là gì ạ? Những cái mà cần chuẩn bị để mình luôn luôn phải có chứ, máy nghe chẳng hạn, hay là sách vở hay là gì đó chẳng hạn. Và vui lòng là trong từng cái lesson thì cái điểm gì là điểm mà đồ dùng dạy học đặc biệt trong bài này cần có, các thầy cô hãy nốt vào. Ví dụ chắc chắn cái bài này đó là students, family, photos and pictures, là cái mà chúng ta cần phải nốt ở đây. Và ví dụ ngày mai cô dạy bài này, giáo án cô soạn sẵn rồi, cô mở ra một cái cô thấy xin lỗi tuần sau, ngày mai muộn quá, cái bài này học sinh cần chuẩn bị cái này. Thế là cái tiết cuối là chúng ta đã phải, của cái giờ trước là chúng ta đã phải có một sự chuẩn bị của học sinh rồi. Mục đích của nó là vậy, chúng ta ngồi sáng tạo ra, xong sau đó chúng ta ghi vào đó để chúng ta nốt lại lần sau chúng ta biết là để chuẩn bị cho cái giờ dạy đấy, cái teaching test của tôi ở đây là cái gì, đúng không ạ? Và như vậy tất cả những cái gì đưa vào càng tốt, đưa vào càng tốt, không đưa vào cũng không sao, nhưng hãy đưa vào những cái điểm gì mà nó là cái mà nó nhắc các thầy cô này, cái lesson plan này để nhắc các thầy cô chứ không phải để chúng tôi kiểm tra hay là cán bộ quản lý các cấp kiểm tra các thầy cô nhé. Rồi ta đi đến cái hoạt động dạy học chủ yếu. Thế thì trong cái hoạt động dạy học chủ yếu này thì chúng ta có, lúc đầu như tôi nói ấy, chúng ta có bốn cái hoạt động cơ bản. Mở đầu, hình thành kiến thức, hoạt động thực hành và ứng dụng vào thực tế. Tuy nhiên với cá nhân tôi thôi, không phải là cái mang tính phức tạp, mà cá nhân tôi thôi thì tôi cho rằng cái dạng bài này là cái dạng bài mà chúng ta không thể nhét vào đây cái hoạt động số 2, đó là hình thành kiến thức. Bởi vì hình thành kiến thức ở đây là gì ạ? Từ vựng và cấu trúc các con đã học của 5 cái tiết trước rồi. Và tiết này các con chỉ có là gì ạ? Luyện một bài nghe, luyện một bài đọc, luyện một bài viết và sau đó là đến project. Và vì vậy cái ý số 2 này chúng ta sẽ không có cái hoạt động hình thức, đúng không ạ? Và cái hoạt động thực hành này có hay không? Có, rất nhiều. Và theo tôi, cá nhân chủ quan của tôi, cả 3 hoạt động 4, 5, 6 của cái bài này đều là 3 cái hoạt động mà nó liên quan đến cái việc là thực hành. Project có phải là hoạt động thực hành hay không? Thì cũng có rất là nhiều những cái tranh cãi, những cái thảo luận về vấn đề là project có phải hoạt động thực hành hay không. Nhưng cá nhân của tôi thì cho rằng project là một hoạt động thực hành nâng cao. Nó chưa phải là một hoạt động ứng dụng vào thực tế. Hoạt động ứng dụng vào thực tế là gì? Với những kiến thức, những cái kỹ năng, những cái nội dung các con học ở trên lớp, các con bê về, mang ra ngoài lớp học, áp dụng vào cuộc sống, ở nhà, ở đâu đó, những cái nội dung mà nó được gọi là thực tế hóa từ những cái các con đã học. Ví dụ như người ta nói ngày xưa mô hình trường học mới vừa nên có một câu rất là nổi tiếng, đó là gì ạ? Kiến thức bắt nguồn từ cuộc sống và quay trở lại để phục vụ cuộc sống.
Và như vậy những cái mà các con học đó để quay về, quay ra ngoài phục vụ cho các con, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là việc là các con học những cấu trúc từ vựng như lúc đầu tôi giới thiệu ấy ạ, học những cấu trúc từ vựng về thành viên trong gia đình, và sau đó là các con về các con làm các cái video về gia đình, giới thiệu chia sẻ với bạn ở lớp, bạn ở trường, các cái bạn mà các con kết bạn vân vân, thì đó là hoạt động nó mang tính chất ứng dụng và thực tế nhiều hơn. Thế còn cái hoạt động project ở trong cái bài này nó chỉ là thực hành nâng cao thôi. Thì với cái loại bài này nó sẽ chỉ có cái 1 và cái số 3. Còn cái bài bình thường dạy từ vựng hay cấu trúc thì nó sẽ có thêm cái hoạt động số 2. Và với những cái cô giáo, thầy cô nào mà rất là chắc, rất là tốt, rất là cao thủ và rất là say nghề thì các thầy cô sẽ quan tâm đến cái hoạt động số 4. Và cái số 4 đó mới là cái đắt. Và nếu như chúng tôi mà đi dự giờ mà chúng tôi nhìn thấy cái hoạt động số 4 đó thì thực sự là rất là hạnh phúc. Ví dụ như là vào giờ dạy tiếp theo chẳng hạn, rồi những cái video mà các con đã quay bây giờ chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Một vài bạn sẽ, cô sẽ bật một vài cái video lên và các con là gì? Cảm thông luôn đấy, dạy nhau về cái cách là hiểu hoàn cảnh của bạn, hiểu những cái nội dung của bạn, hiểu về cuộc sống của bạn, và đó là cảm thông, đó là những cái phẩm chất mà chúng ta muốn hướng tới, muốn giáo dục học sinh một cách nó rất là nhẹ nhàng. Rồi. Thế thì trên cơ sở đó thì cái tôi sẽ xin phép là gửi cái file Word về cái đây à, xin lỗi các thầy cô, tôi tìm một cái đây à. Cái file Word về một cái ví dụ về một cái giờ, một cái lesson plan như thế này, và nó chỉ chưa đến 2 trang thôi các thầy cô, nó chưa đến 2 trang. Và ở đây thì các cái activity tôi còn không đặt tên. Có những cái giáo án rất là hay, người ta thích đặt tên, ví dụ như là phần khởi động, rồi phần dẫn nhập, rồi phần knowledge construction rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Rồi là phần practice, rồi là applying vân vân gì đó rất tuyệt vời. Tuy nhiên nếu các thầy cô chỉ cần đưa các cái hoạt động như thế này thôi thì cũng không có vấn đề gì cả. Chúng ta ngầm hiểu với nhau là gì? Hoạt động số 4, số 5 và số 6, phần chữ đỏ ấy, chính là hoạt động practice. Và cái phần mà mục tiêu hay là những cái gì đó mà đề ra thì hoàn toàn là optional. Các thầy cô có thể chi tiết, gọi là cụ thể tới mục tiêu của từng hoạt động cũng được. Còn nếu không, tâm mục tiêu chung của toàn bài, và làm sao mà đến cuối bài tôi ra được cái mục tiêu chung, cái outcome của bài là được rồi. Các thầy cô nhé. Thế thì cho nên là cái này thì tôi xin phép sẽ gửi lại và nó hoàn toàn là optional. Và tôi rất là mong muốn là chúng ta ngắn gọn cơ bản một vài những cái ý thôi, không nhất thiết là phải đầy đủ tất cả các cái phần. Điều quan trọng là gì ạ? Điều quan trọng là thực tế khi mà vào trong cái quá trình dạy học thì các thầy cô thực hiện cái gì, và những cái nội dung mà trong công văn 2, 3, 4, 5 chúng tôi đưa ra là để chúng tôi muốn giáo viên là nhắm vào, nhìn vào những cái đó mà để đặt câu hỏi trong quá trình mình chuẩn bị bài học là mình có lưu ý tới những cái phẩm chất năng lực này hay không. Trong các hoạt động mình đã dẫn dắt học sinh từ cái này sang cái kia, từ dẫn nhập rồi đến hình thành kiến thức, rồi đến thực hành, rồi đến vận dụng thực tế hay không. Thế còn tùy từng bài, tùy từng điều kiện mà chúng ta sẽ linh hoạt nó. Các thầy cô nhé. Rồi ạ. Thế thì chắc là tôi xin phép phải dừng lại cái phần mà gọi là bài kế hoạch bài dạy này, để chúng ta còn phải có một cái nội dung thứ hai nữa liên quan đến kiểm tra đánh giá, các thầy cô nhỉ? Xin phép là các thầy cô là ngưng nghỉ khoảng 1-2 phút. Trong lúc đó thì ai có đặt câu hỏi gì thì xin mời các thầy cô đánh vào trong cái chat box. Tôi sẽ tích hợp để đánh. Vâng, lát cô cho lớp xin file bài giảng hôm nay thì không ạ? Vâng, sẵn sàng ạ. Tiết hoạt động 4, 5, 6 của lesson 1 không hoạt động khám phá, mình bỏ phần 2. Không hiểu lắm, bỏ phần 2 là tức là hoạt động hình thành kiến thức đấy à? Hình như là tùy từng sách, nhưng mà lesson 1, 2, 3 của họ là có hình thành kiến thức đấy. Yeah. Thì theo tôi thì họ
À, cảm ơn tiểu học Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. Quảng Bình quê nội của em đấy ạ. Chào Quảng Bình thân yêu. Rồi, em xin phép các thầy cô, xin phép các thầy cô chúng ta sang cái nội dung thứ hai nhá. Nội dung thứ hai liên quan đến vấn đề về kiểm tra đánh giá. Dạ, kiểm tra đánh giá cũng có quá nhiều thứ để nói luôn. Thế nhưng kiểm tra đánh giá mà không thực hiện được cái việc đánh giá năng lực và phẩm chất thì coi như nó lại về mo, đúng không ạ? Chúng ta vẫn có một cái thói quen đó là học gì thì kiểm tra đó, mà kiểm tra gì thì chúng tôi học đó. Thế cho nên là nếu như kiểm tra đánh giá mà không đi theo một cái guồng quay của cái chương trình này thì tất cả những cái gì chúng ta cố gắng nó sẽ lại quay trở lại cái điểm của ngày xưa, đó là lại không phát triển năng lực và phẩm chất rồi. Thế thì bây giờ kiểm tra đánh giá thì chắc có lẽ là cái bức tranh này của các thầy cô thì còn ai cũng cũng có cũng đã chắc là cũng đã từng một lần nhìn thấy rồi, để thấy được cái yếu tố cái vấn đề nổi cộm, một cái điểm mà vẫn có thể là vẫn còn là điểm yếu của rất nhiều nơi ở Việt Nam, đó là về cái kiểm tra đánh giá không thực sự là cá nhân hóa người học. Các thầy cô có thể nhìn nhanh vào bức tranh của Albert Einstein, ông ấy có nói một cái câu tôi rất thích và tôi rất hay dùng cái bức tranh này khi nói về kiểm tra đánh giá. Tại vì ở đây có cả cán bộ quản lý cho nên xin phép được dịch luôn ạ. Đó là gì ạ? Tất cả mọi người thì đều là những thiên tài, nhưng nếu như mà chúng ta mà đánh giá một con cá bằng cách là cái kiểm tra cái khả năng leo cây của nó thì vô tình là chúng ta đã mang lại cho con cá đó cả một cái cuộc đời của nó, một cái suy nghĩ rằng nó là một kẻ ngu ngốc, đúng không ạ? Nó bởi vì và các thầy cô nhìn thấy cái bức tranh này đây, học sinh thì rất là đa dạng, có những cái năng lực khác nhau, có những cái sở thích mong muốn nhu cầu khác nhau, nhưng mà ông thầy thì lại đưa ra đúng một cái kiểu đánh giá thôi. Và như vậy có những học sinh nó sẽ trúng tủ, có những học sinh nó sẽ rất chán và nó sẽ thất vọng và nó sẽ không thích học. Và cái gì cái đã không thích thì đừng có nói đến cái việc là tốt hay là phát triển về sau. Và cái này bức tranh này nó nói đến một cái là khi chúng ta đánh giá học sinh chúng ta cần phải lưu ý đến cái yếu tố đó là cá nhân hóa người học và không bỏ một học sinh nào đằng sau. Tuy nhiên có một bức tranh thứ hai cũng rất là vui về cái vấn đề là no child left behind. Các thầy cô nhìn thấy là trong cái lớp học này tất cả học sinh đều được gọi là một cái hành động là bị nhồi sọ những cái nội dung giống nhau. Một em học sinh khác biệt ngó ra ngoài cửa sổ thì cô giáo lập tức bế em trở lại. Nói là gì ạ? Come away from the window. You don't want to be a child left behind, do you? Em ơi, đi tránh xa cái cửa sổ ra. Đi vào đây, không muốn trở thành một đứa trẻ bị bỏ lại đằng sau chứ. Đây là một cái cách chơi chữ rất vui của a child behind. Đúng không ạ? Quay trở lại vấn đề về kiểm tra đánh giá. Quay trở lại vấn đề kiểm tra đánh giá. Thế thì nếu như chúng ta vẫn cứ suy nghĩ trong đầu của mình đó là gì à, kiểm tra đánh giá là một bài test, tôi không biết, tôi cứ dạy và đến năm tôi làm một bài kiểm tra, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đánh giá được những cái năng lực phẩm chất mà chúng ta vừa mới trao đổi với nhau, chúng ta vừa mới thảo luận với nhau suốt từ lúc 2 giờ chiều. Thế thì vấn đề là cái kiểm tra đánh giá đó, đúng rồi, có cô giáo đã nói luôn là đánh giá hàng ngày. Nó có hai cái loại kiểm tra đánh giá đúng không ạ? Chúng ta đều biết quá rõ rồi. Một là đánh giá thường xuyên và hai là đánh giá định kỳ. Thế thì nếu như các thầy cô chỉ nhăm nhăm vào đánh giá định kỳ thì có nghĩa rằng chúng ta đã bỏ qua những cái yếu tố liên quan đến phát triển về phẩm chất năng lực học sinh. Và một cách ví von, tôi có thể mượn hình ảnh của cái việc là kiểm tra đánh giá, chúng ta hiểu rằng giống như là một cái người mẹ và tham gia vào cái quá trình hỗ trợ hướng dẫn con nấu ăn, đứng cùng vào bếp với con, cùng nhau thảo luận hướng dẫn con, cùng nhau thử qua các công đoạn để cuối cùng ra một cái món ăn. Thế còn đánh giá mà định kỳ đó là người mẹ không có tham gia vào cái quá trình nấu ăn đó mà chỉ chờ con nấu xong, sau đó là bà mẹ nếm và lúc đó thì bà mẹ sẽ kết luận là gì ạ? À?
cái món này của con ngon hay là không ngon, mặn hay là quá nhạt hay gì đó. Và lúc đó thì cái việc can thiệp để nó ra được cái món ăn ngon, nó lại bị muộn mất rồi. Đúng không ạ? Và vì vậy, cái trách nhiệm của một người giáo viên là gì ạ? Chúng ta vừa phải tham gia vào quá trình nấu ăn với con, chỉnh, điều chỉnh, khen ngợi, động viên, cho tiếp rau vào đi, nước nó đang bị sôi quá, bật nhỏ lửa đi. Và cuối cùng là thử món ăn với con. Chúng ta cùng tham gia quá trình nấu ăn, chúng ta lại vừa test cuối cùng. Thì nó sẽ đảm bảo các yếu tố là gì ạ? Món ăn ngon, can thiệp được kịp thời và lại vui vẻ nữa, đúng không ạ? Thế thì kiểm tra đánh giá cũng vậy các thầy cô. Cái đánh giá thường xuyên, nếu các thầy cô làm tốt thì cứ khoanh tay ngồi chờ kết quả đánh giá định kỳ nó sẽ tốt. Còn nếu như đánh giá thường xuyên các thầy cô bỏ qua, các thầy cô không có tập trung nhiều lắm thì đến lúc đấy là buộc một cái đến cái đánh giá định kỳ, kết quả đó các thầy cô không còn thay đổi được nữa rồi. Và chưa kể đến với chúng ta là gì ạ? Tiểu học là các con có thể bị lưu ban đấy, đúng không ạ? Và trong những cái vô vàn những cái hồ sơ mà các thầy cô rất chia sẻ các thầy cô phải thực hiện, thì khi chúng ta để một học sinh mà lưu ban thì người ta sẽ quay trở lại vấn đề. Vậy thì cái quá trình dạy học, kiểm tra đánh giá, thông tin phản hồi của các thầy cô ABCDD, các thầy cô đã làm đúng chưa, làm chuẩn chưa, đúng không ạ? Làm, nếu làm đúng, làm chuẩn, mọi thứ đều ổn rồi thì không có lý do gì cái kiểm tra đánh giá định kỳ nó lại có vấn đề. Lúc đó ta đặt ra vấn đề là đứa trẻ con đấy có thể nó ốm, có thể nó mệt, có thể đề kiểm tra của cô có vấn đề. Chúng ta lật lại và chúng ta cho phép là gì ạ? Nếu kết quả đánh giá định kỳ của học sinh mà nó quá khác biệt so với đánh giá thường xuyên, các con được phép kiểm tra lại. Đúng không ạ? Thế cho nên là để khẳng định một điều là gì? Đánh giá nào quan trọng? Đánh giá nào cũng quan trọng. Nhưng cần phải thực hiện đánh giá thường xuyên thì mới đảm bảo được các yêu cầu của chương trình. Thêm một cái nữa là mới đảm bảo được về cái kiểm tra đánh giá định kỳ nó đạt được kết quả tốt. Bây giờ tôi xin phép đi qua nhanh về cái vấn đề liên quan tới cái quy định chung của kiểm tra đánh giá, bởi vì cái này thì các thầy cô cũng nắm được hết rồi. Và cũng xin phép được qua luôn cái vấn đề là những cái kỹ thuật kiểm tra đánh giá thường xuyên chúng ta thường hay sử dụng, ví dụ như là quan sát và phải đáp vân vân, tự đánh giá bạn vân vân. Và trong những cái nội dung tập huấn các thầy cô nếu cần gì thì tôi sẽ cung cấp thêm cho các thầy cô nhé. Trong này thì tôi cũng rất là chi tiết những cái minh họa về các cái kỹ thuật kiểm tra đánh giá thường xuyên. Nhưng bây giờ tôi xin phép đi vào luôn cụ thể cái bài mà chúng ta mà vừa mới nghiên cứu với nhau ấy. Vâng, em xin phép đọc ha. Cô nói hai loại đánh giá này rất là hợp lý, được rồi. Ok, và cảm ơn cô. Tôi phải giấu rồi, thỉnh thoảng có tin này lại lôi ra đọc không thì sợ nó che màn hình. Vâng, thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại một vấn đề thực tế hơn, đó là vâng ạ, thưa cô ạ, kỹ thuật em nắm hết rồi ạ, cô tập huấn rất nhiều, 8 kỹ thuật em biết rồi, nhưng mà trong giờ học em chẳng biết là nó rơi vào đâu, nó rơi vào lúc nào, hay là em cứ dạy xong em phải đánh giá, em dạy em phải đánh giá. Thế thì xin phép các thầy cô cho phép tôi được chia sẻ một cái, vừa nãy chúng ta xem một cái giáo án rồi nha. Và bây giờ trên cơ sở cái giáo án đó, thế thì các thầy cô thấy là gì? Trong các kỹ thuật chúng ta nói đến một kỹ thuật đánh giá thường xuyên, đó là kỹ thuật game. Kỹ thuật game này mở đầu cô cho chơi một cái trò chơi như thế này. Cô cho chơi một cái trò chơi là spin the wheel, đúng không ạ? Và cái mục đích của cái spin the wheel này, nó là chơi, nó là vui vẻ, nó là warm up, nó là hào hứng rồi, cứ đến giờ tiếng Anh là sướng lắm, được chơi được hát. Nhưng bên trong đó nó lồng ghép một cái rất quan trọng, đó là review. Review chỉ về những cái từ vựng liên quan tới công việc, rồi những cái câu hỏi, câu trả lời, những cái cấu trúc mà học sinh đã học trước đây. Thế và do vậy, cái game này chính là một hình thức đánh giá thường xuyên. Thông qua cái game đó, giáo viên quan sát học sinh chơi. Tôi cố tình không để vào đây là play như thế nào, vì tùy nhé, cô thích chơi play theo đội, cô thích play theo cả lớp hay cá nhân thế nào đó là tùy cô, nên tôi cố tình không để vào đây. Nhưng các thầy cô tổ chức cho học sinh chơi game này và nhiệm vụ của chúng ta là đứng quan sát, đúng không ạ? Thế thì cái đánh giá này chúng ta thấy là đánh giá thường xuyên thì nó có là quy trình là gì? Trước khi học, trong khi học, sau khi học. Trước khi học là để xem là học sinh nó đã ready đến đâu với bài học. Thế thì ready đến đâu với bài học nó chính nằm ở đây này. Nếu ví dụ
cái trò chơi này học sinh vượt qua rất là ngon lành, rất là vui. Ok, chúng ta vào luôn cái hoạt động tiếp theo là bài đọc, rồi là bài viết, rồi là sau đó là project, bởi vì chúng ta không cần phải review nữa, trẻ con nó nhớ hết rồi. Nhưng nếu trong game này ta phát hiện ra là gì, à vẫn còn như gà móc tóc với nhau, thế thì cô phải thay đổi luôn hoạt động dạy của cô, không nhảy vào nữa, không nhảy vào dạy ngay theo giáo án mình đã ngồi chi tiết làm hôm qua, mà mình lại phải kỹ thuật mà các thầy cô thì không nói, ở đây ta không có thời gian để bàn về kỹ thuật dạy học nữa, nhưng các thầy cô lại sẽ quay lại một chút để các thầy cô củng cố cho học sinh, gợi mở cho học sinh nhớ lại cái kiến thức cũ, và nếu cần ta chậm lại một tí, đúng không ạ? Ta chậm lại một chút. Thế thì đây là một kỹ thuật hành giá thường xuyên. Tôi xin lướt tiếp nhé. Cái hoạt động số 4 của cái bài này đó là read and complete. Trẻ con sẽ đọc một cái bài đọc và sau đó là điền các cái thông tin vào bố bạn ấy làm nghề gì, rồi là làm ở đâu chẳng hạn. Thì trong các cái bước dạy học của cái hoạt động số 4 này, chúng ta có các bước. Một là yêu cầu học sinh làm gì này, hai là lấy ví dụ này, và sau đó là học sinh cùng làm vân vân. Và bước thứ ba là gì? Go around the classroom and offer help if necessary. Thế thì đây là một cái kỹ thuật đánh giá thường xuyên. Và kỹ thuật đánh giá thường xuyên này chính là gì ạ? Observation, quan sát. Quan sát để làm gì ạ? Không phải quan sát thì em có người dự dầu cô cứ quan sát để em đang quan sát, không phải ạ? Quan sát để làm gì? Nếu nhìn thấy một học sinh nào gặp khó khăn, một học sinh nào làm tốt, gặp khó khăn cô hỗ trợ ngay tại chỗ, làm tốt cô khen ngay tại chỗ, đó là đánh giá thường xuyên. Và nếu như cái đối tượng gặp khó khăn quá nhiều, có nghĩa rằng quy trình dạy của cô có vấn đề, nên cô sẽ phải làm sao ạ? Bẻ lái nó đi một chút, quay cả lớp cùng tập trung trở lại để cô xử lý cái mà cô thấy rất nhiều học sinh đã khó khăn. Hay là cái bước số 4, có một cái bước là học sinh nó peer assessment hay peer correction hay gì đó, thì đây cũng chính là một cái kỹ thuật đánh giá thường xuyên, ở chỗ là học sinh sẽ tự đánh giá bạn, đúng không ạ? Qua cái bài dạy, và nhiều khi là những đứa trẻ nhút nhát, cái cách này học tốt hơn so với việc là nó tương tác với giáo viên, nó sẽ cảm thấy là an toàn hơn khi hai đứa ngồi cạnh nhau trao đổi bài cho nhau, đúng không ạ? Và xin các thầy cô giúp tôi là chúng ta phải cân nhắc và có thể nên bỏ đi một cái hình thức đánh giá bạn bằng cách là như này. Cô mời con đứng lên đọc cho cô những từ vựng của ngày hôm nay. Thế là bạn ấy đọc một hai từ gì đó. Rồi cô mời con nhận xét khách bạn đọc. Dạ em thưa cô là bạn đọc còn bé quá à. Em thưa cô là bạn đọc vào chỗ này sai, chỗ kia sai à. Và xin hỏi các thầy cô là cái cảm xúc của các thầy cô là nếu như mà ở trường mình mà cái ông hiệu trưởng ông ấy chỉ mình đứng lên và có một cô giáo nói rằng cái cô này tuần này dạy có vấn đề, hay là cái lớp của cô có vấn đề, là các thầy cô cảm thấy không hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Đặc biệt là với trẻ con, chúng ta chỉ có những cái nhận xét như vậy thôi sẽ gọi là chip cho list luôn, trẻ con nó sẽ không dám nói nữa vì nó biết rằng có rất nhiều người đang ngồi rình là chờ nó sai để nhảy nó nhận xét. Cho nên là đừng cho học sinh nhận xét theo kiểu đó, mà hãy thực hiện những cái hoạt động nó rất là tự nhiên, và nó tạo cho học sinh một cái sự an toàn. Và trẻ nhỏ thì cần, trẻ nhỏ cần an toàn để bộc lộ khả năng của mình. Hay là ở cái phần vần extension trong giáo án này là có một cái phần là sau khi mà mình thực hiện cái hoạt động số 4 này xong thì cô sẽ mời một vài học sinh để đọc lại cái text đó của cô. Thì đây là một cái kiểu observation mà có chủ định. Cô tập trung vào những cái đối tượng học sinh cụ thể để cô có thể có được một cái nhận định xem là em đó theo được bài tốt không, hay nó có phải là outstanding student không, hay là những cái mục đích khác nhau, đúng không ạ? Hay là tương tự như vậy với cái bài số 2 là write, nhưng trước khi vào viết thì các thầy cô nên có một cái sự chuẩn bị cho học sinh, là nó viết về gia đình nó mà. Nhưng mà nếu mà bắt một cái ở đây có một cô giáo nói gì đây ạ? Cô chiếu màn hình lên trên một chút vào. Ví dụ như là hoạt động viết thì thông thường thì giáo viên cứ nhảy vào cho học sinh viết luôn. Tuy nhiên thì chúng ta trong cái kỹ thuật dạy học chúng ta có một cái là pre, while và post. Thế thì cái việc mà chuẩn bị cho học sinh để nó có thể viết được một cái bài dài ấy, nó là những cái mà các thầy cô nên quan tâm một chút. Ví dụ như ở cái hoạt động số 5 này, trước khi viết về gia đình thì cô có thể show ba cái câu hỏi lên trên bảng để cho học sinh nó pair work, nó làm việc với nhau. Nó làm việc với nhau và sau đó là chúng ta chuẩn bị cho học sinh luôn những cái nội dung mà ví dụ how many people are there in your family, và trẻ con nói là there are four,
Thì trong cái bài viết đó nó sẽ có luôn một câu là there are 3 chấm people in my family. Vậy ta chuẩn bị hết cho học sinh những thứ mà để khi các con ready và các con bắt đầu viết là viết luôn. Thế thì rõ ràng là trong cái bước dạy số 5, activity số 5 này, chúng ta nhìn thấy là gì ạ? Ask and answer in pair là một dạng đánh giá thường xuyên, đúng không ạ? Hay là go around cũng là một cái kỹ thuật đánh giá nữa. Rồi là swap the books cũng vậy, hay là để học sinh trình bày vân vân. Thì đấy là những rất nhiều kỹ thuật đánh giá đã được đi theo từ 3 bước rồi. Tuy nhiên, cái bài này nó có một cái hay nữa, đó là cái hoạt động dự án. Hoạt động dự án ở trong cái bài này là cái hoạt động mà các thầy cô có thể thấy nó là một cái gọi là kỹ thuật đánh giá thường xuyên tuyệt vời. Một kỹ thuật đánh giá thường xuyên tuyệt vời cho phép chúng ta có thể sử dụng rất nhiều kỹ thuật ở trong đó, từ quan sát, từ hỏi đáp, từ dự án, rồi là những cái phẩm chất như là phải có một cái sự giao tiếp hợp tác, rồi sáng tạo, rồi có cái ý thức tự học tự này tự kia, vân vân. Thế thì ở đây như cái phần mà chữ màu xanh mà tôi để bên dưới ấy, đó là tổng hợp tất cả những gì mà cô muốn phát triển học sinh, cô có thể gần như đánh giá được ở trong một cái dự án này. Đấy, thế cho nên là chúng tôi rất thích là học giáo viên phát triển học sinh là học theo dự án, nhưng mà cái chữ dự án này ta nên hiểu nó một cách rất là nhẹ nhàng và rất là tự nhiên. Cái dự án này không phải lúc nào cũng phải hầm hố, phải hoành tráng học sinh để chuẩn bị hàng tháng hay hàng tuần gì đâu, mà có thể nó chính là những cái dự án rất là đơn giản. Ví dụ như là con có thể là ở trên lớp chẳng hạn, học xong này con có thể vẽ một về một cái người mà con yêu nhất trong gia đình của mình, sau đó con giới thiệu về người đó, nhớ giới thiệu về người nghiệp nhé chẳng hạn, vân vân. Những cái rất là đơn giản nhẹ nhàng thôi. Thì đấy, thì chia sẻ với thầy cô là trong các cái kỹ thuật mà đánh giá thường xuyên, các thầy cô thấy là chỉ đơn giản thôi, trong một bài học như thế này chúng ta đã sử dụng bao nhiêu kỹ thuật. Và điều đó cho các thầy cô thấy một điều rằng là gì ạ? Đánh giá thường xuyên nó không nằm ngoài quy trình dạy học, đúng không ạ? Nó nằm trong cái quá trình dạy học này. Và nếu như các thầy cô bám sát và làm theo cái quy định về đánh giá thường xuyên thì các thầy cô thấy rằng là gì ạ? Chúng ta hỗ trợ học sinh tuyệt vời. Nhìn thấy vấn đề của con lập tức dừng lại ngay để mà hỗ trợ. Nếu như hôm nay không hỗ trợ được thì còn có thêm một kỹ thuật nữa là ghi lại, đúng không ạ? Bởi vì cô dạy 23 tiết 6 lớp nhân với Hà Nội 50 cháu một lớp chẳng hạn, 6 năm 300 cháu, ở các tỉnh khác 63 180 cháu, cô không thể nhớ được. Hôm nay cô nghĩ rằng cô nhớ, nhưng ngày mai vào lớp cô không nhớ được nữa. Và nếu như có những trường hợp đặc biệt mà cô không nốt lại là cô đã put a child behind, cô để một đứa trẻ ra đằng sau mất rồi, đúng không ạ? Thế nên cô nốt lại một chút là hôm nay tôi chưa có thời gian để tôi có thể focus cho em, thấy rằng cô có thể đến số để một đứa trẻ ra sao mất rồi, đúng không ạ? Thế nên cô nốt lại một chút để xem chung mình đang không biết là đơn vị nào đang bật tiếng nên nó bị bật lại á. Vâng, thế thì nếu như các thầy cô thấy rằng chúng ta bám sát cái đánh giá thường xuyên này một cách là chặt chẽ và đúng và tâm huyết thì chúng ta sẽ thấy trẻ con nó đã hoàn thành từng cái chặng nhỏ một thì không có lý do gì cái chặng lớn nó không hoàn thành, đúng không ạ? Và ta hoàn toàn tự tin rằng nếu ta làm tốt, trò theo tốt, ta theo dõi được các con thì đến cái chặng cuối cùng đương nhiên là kết quả sẽ tốt. Và nếu chặng cuối cùng kết quả không tốt thì ta sẽ có một vài những cái xem xét, đúng không các thầy cô? Nào. Rồi, thế xin phép là stop cái phần sharing liên quan đến cái đánh giá thường xuyên này. Và bây giờ tôi quay trở lại cái slide này của mình. Rồi và xin phép các thầy cô là với đánh giá thường xuyên thì mong các thầy cô lưu ý tới một điều rằng là nó gắn liền với quá trình dạy học và nó không phải là những gì xa lạ mà là những cái chúng ta vẫn đang làm bình thường rồi các thầy cô nhé. Thế còn bây giờ đánh giá định kỳ thì thưa các thầy cô, thì với đánh giá định kỳ thì các thầy chúng ta cũng nói nhiều rồi, tuy nhiên thì tôi có một vài cái điểm nổi bật mà tôi bôi đỏ đây thì các thầy cô chú ý nhé. Điểm thứ nhất là đánh giá định kỳ rất nhiều địa phương hỏi tôi, hỏi vụ về việc là lớp 1, lớp 2 có đánh giá định kỳ không. Thì thưa các thầy cô là trong cái thông tư 27 thì với tiếng Anh tiểu học lớp 1, lớp 2 là lớp tự chọn, chúng ta có tổ chức đánh giá như bình thường. Bởi vì sao? Đánh giá là một cái quá trình của dạy học. Nếu như các thầy cô tách nó ra không đánh giá thì các thầy cô nhìn thấy đấy, đánh giá thường xuyên không đánh giá là tôi hỏng rồi, đánh giá định kỳ mà không đánh giá nó có cái vai trò, cái chức năng riêng của nó, ta không đo được
các cán bộ quản lý không nhìn thấy được, bố mẹ không thấy được, thì cái 2 năm các con làm quen đó, mặc dù là chương trình làm quen rất nhẹ nhàng, rất vui vui, nhưng ít ra nó cũng phải đạt được đến một cái chuẩn đầu ra của chương trình, thì ta không có cái cách nào để xử lý cái đó được. Thì câu trả lời là gì? Có đánh giá hay không? Có đánh giá. Nhưng vấn đề thứ hai là gì mà các địa phương hỏi? Có ghi học bạ để xét lên lớp hay không? Thì câu trả lời đã rất rõ trong thông tư 27. Không. Chúng ta không đưa vào học bạ để xét lên lớp với trường hợp học sinh học tự chọn lớp 1, lớp 2. Lý do vì sao? Chúng ta đọc chương trình lớp 1, lớp 2 chúng ta sẽ thấy nó vô cùng là nhẹ nhàng. Mục tiêu đầu tiên đó là học sinh được làm quen và yêu thích môn học. Và nếu như chúng ta mà đánh giá nó có một cái gì đó sẽ dẫn đến là gì ạ? Gây áp lực cho học sinh lớp 1, lớp 2. Và dẫn đến là gì ạ? Đóng cái cánh cửa học ngoại ngữ của các con lại. Và không nói dài nhưng tóm lại là gì? Vì những cái đặc điểm rất đặc thù của môn học và để cho học sinh thực sự là có một cái tiếp cận ban đầu nhẹ nhàng, vui vẻ, phụ huynh không áp lực, giáo viên nhà trường có những cái cách xử lý không áp lực, thì chúng ta không dùng để xét lên lớp, nhưng vẫn đánh giá với mục đích là để hỗ trợ dạy học. Và nếu cần chúng ta vẫn thông báo với phụ huynh như bình thường, nhưng mà ở một cái mức độ thông báo khác chứ không phải là đưa vào học bạ. Nội dung thứ hai mà tôi cần nhấn mạnh ở đây đó là đánh giá đủ 4 kỹ năng. Các thầy cô kiểu gì thì kiểu cũng phải đánh giá nói. Có thể nếu như chuẩn, chúng ta có thể tổ chức nói, khi nói như kiểm tra nói như bình thường, một cách gọi là dùng ngữ từ là chuyên nghiệp ấy. Nhưng tôi khuyến khích các thầy cô là với học sinh tiểu học, các con còn hơi nhút nhát, còn hơi căng thẳng. Thì với học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 muốn đánh giá nói, chúng ta có thể là nếu cần có cái ngày khi nói riêng, ta có thể mời một lúc mấy con vào chẳng hạn, đưa một bức tranh, mỗi bạn nói một hai câu mô tả nhé, rồi câu hỏi bạn này câu hỏi bạn kia, học sinh nó cảm thấy là nó thoải mái hơn là một, và nó cũng tự tin hơn ở chỗ là có nhiều đứa cùng nói, và lúc đó là nó mới bộc lộ hết cái khả năng của nó. Ngoài ra nếu như mà điều kiện cô dạy quá nhiều lớp, quá nhiều học sinh cũng không thể tổ chức được, thì chúng tôi khuyến khích các thầy cô là phần nói các thầy cô có thể sử dụng đánh giá thường xuyên, giai đoạn mà sát cái ngày khi đánh giá học kỳ, đánh giá định kỳ đấy, để các thầy cô quyết định cái điểm của học sinh và cần thiết có thể hỗ trợ học sinh hỏi thêm học sinh trên các cái giờ học hay các giờ ôn để quyết định xem điểm đó còn được mấy. Và một điểm mới là chúng tôi khuyến khích các thầy cô là thay thế bài kiểm tra đánh giá định kỳ bằng một dự án, với điều kiện khi chúng ta sử dụng dự án để mà thay bài kiểm tra định kỳ thì hãy thiết kế cái dự án đó làm sao mà nó phải đủ bao quát được các cái kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất của học sinh trong một cái giai đoạn học tập, chứ không nên là một cái dự án quá đơn giản, đúng không ạ? Một dự án nó tổng hòa nhiều thứ, và cái cách đánh giá này thì nó rất là thú vị, là tôi rất mong các thầy cô là đặc biệt là với học kỳ 1, các thầy cô hãy thử nghiên cứu một vài những cái dự án để chúng ta có thể là đánh giá một cách đánh giá định kỳ khác đi, cái này được phép các thầy cô nhé. Vâng, thế còn cái quá trình mà ra đề định kỳ thì thưa các thầy cô là gì ạ? Đây ạ, tôi muốn hỏi nhanh các thầy cô một chút thôi để các thầy cô thấy vấn đề của mình. Tôi xin phép được share một cái nội dung khác. Tôi xin phép là phải stop sharing thì bắt đầu mình share được tiếp ạ. Các thầy cô nhìn nhanh ạ vào một cái đề kiểm tra này và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng rất nhiều thứ mà các thầy cô nhìn thấy chưa ạ? Dạ nhìn thấy rồi cô ạ. Cái đề kiểm tra này các thầy cô nhìn giúp tôi ạ. À, tôi chỉ trích đoạn một cái phần kỹ năng nghe, và cũng xin lỗi các thầy cô là do công tác cho nên là hôm nay tôi mới chuẩn bị, nhưng tôi không có chuẩn bị được cảnh nên tôi thay ra tạm các thầy cô đọc nhé. Ví dụ trong cái bài kiểm tra này về cái phần nghe thì cô để 3 bài tập: listen and number, để đánh số hay lộn số, listen and number, listen and match và listen and tick. 3 bài nghe này có vấn đề rồi. Trong một cái đề kiểm tra định kỳ nghe, các thầy cô hãy theo dõi và sau đó là type vào trong cái chat box cho tôi nhé, xem là vấn đề của cái đề này là gì. Ai phát hiện ra được chưa ạ? Cùng một chủ đề cũng mưa gió rồi những hoạt động đấy, cũng nhiều các chủ đề khác nhau đấy ạ. Không có hình, vâng, bỏ qua những yếu tố liên quan đến trình bày nhé, bởi vì là tôi không có đủ thời gian.
phải có 3 nội dung nghe khác nhau. Không nên dùng tiếng Việt. À không, tiếng Việt này là tôi đang mô tả cho các thầy cô. Lẽ ra là phải cái tranh phải vẽ cái này, tranh vẽ cái kia. Không có thang điểm. Tiếp đi ạ. Không có gợi ý. Không có ví dụ. Đúng. Tiếp ạ. Mức độ. Vâng, một từ đắt rồi. Mức độ, đúng rồi, các thầy cô đã tìm ra đúng rồi và tôi xin phép là dừng lại ở đây ạ. Xin phép dừng lại ở đây nhá. Các thầy cô ạ, đây là một cái kiểu đề kiểm tra mà giáo viên của chúng ta, và xin phép các thầy cô là chúng ta dừng lại ạ. Phân hóa, đúng rồi, chúng ta dừng lại ạ. Đây là một cái kiểu ra đề kiểm tra mà rất nhiều giáo viên đang làm. Đó là cứ tưởng là listen and number là một loại bài, listen and match là một loại bài, listen and dict là một loại bài. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ vào ba cái này, thì cả ba cái bài này nó đều đang ở một cái mức độ thứ nhất. Đó là mức độ ghi nhớ. Câu hỏi chỉ có mỗi một cái mức độ là ghi nhớ, nghe và phát hiện, nghe và phát hiện. Có thể là phát hiện ở mức độ từ, có thể là phát hiện ở mức độ câu, nhưng nó vẫn đang dừng ở mức độ là ghi nhớ. Hoàn toàn chưa có việc sử dụng ngôn ngữ, không có việc sử dụng ngôn ngữ ở đây. Cái thứ hai nữa, nếu như chúng ta căn chuẩn vào chương trình thì bài nghe này fail. Bài nghe này fail ở chỗ là gì ạ? Cô hoàn toàn chưa đo được cái đầu ra của chương trình. Ví dụ, tôi xin phép được quay trở lại cái slide của mình rất là nhanh để chỉ chia sẻ với các thầy cô về cái chuẩn đầu ra của chương trình. Tôi lấy ví dụ như thế này. Người ta yêu cầu là ví dụ lớp 4 chẳng hạn, kỹ năng nghe là học sinh nó phải đạt được nghe những câu chỉ dẫn đơn giản trong lớp học và làm được nghe hiểu và nghe và trả lời các câu hỏi quen thuộc về chủ đề, nghe một đoạn hội thoại 35 đến 40 từ về các chủ đề quen thuộc. Và vì vậy khi cô không nhìn vào cái chuẩn chương trình cần đạt này, dẫn đến là khi cô design cái bài kiểm tra thì nó bị lệch và cô chỉ đo được mỗi một xíu xíu cái kỹ năng nghe của học sinh. Và như vậy là khi cô đánh giá như thế thì cái feedback của học sinh toàn 9-10. Cô tưởng là ôi thế là happy quá, em xong nhiệm vụ rồi, cô thì em xong rồi. Không ạ, cô chưa xong. Bởi vì là cái đầu ra có đo được đâu. Và như vậy đây là cái điểm thứ nhất tôi muốn chia sẻ với các thầy cô là khi ra đề định kỳ, các thầy cô hãy bám vào hai cái nội dung như sau. Nội dung thứ nhất là phải bám vào các cái chuẩn kỹ năng cần đạt của chương trình đề ra. Kỹ năng nghe cần đạt đến cái gì và cô phải ra được những cái bài nghe nó đo được cái đó. Đúng không ạ? Và cái thứ hai đó là sách giáo khoa. Cái chương trình cần đạt họ nêu ra những cái kỹ năng này, họ nêu ra những cái kiến thức vân vân. Và sách giáo khoa là những cái công cụ để cô có thể mượn những cái chủ đề, những cái từ vựng, những cái cấu trúc trong sách giáo khoa đó và nhìn ngay vào cái phần này này. Các thầy cô nhìn ngay vào phần scope and sequence của cái sách giáo khoa để các thầy cô có thể thấy được ta book cái phần nào để ta kiểm tra, miễn làm sao ta phải đưa nó vào việc đo các kỹ năng này. Nếu các thầy cô nhìn vào đây, cái kỹ năng nghe có 4 cái gạch đầu dòng này, chúng ta cần phải chú ý tới đó là cái mức độ câu hỏi. Mức độ câu hỏi, nếu như các cô toàn làm vào cái mức độ số 1 này, ví dụ đây là một bài đọc chẳng hạn, học sinh sẽ nhìn vào hat và học sinh nối vào 3 cái bức tranh. Và nó chỉ là mức độ nhận biết thôi. Cô có cho nó nghe một hay là đọc hay là làm gì đó 1.000 cái câu này, nó vẫn không biết cách sử dụng tiếng Anh đâu. Đây là mức độ rất thấp của nhận thức. Đó là ghi nhớ, nhận, hat, nối vào cái mũ. Đúng không ạ? Chúng ta chuyển sang mức độ số 2. Cũng là cái mũ đó, tôi cũng kiểm tra cái mũ đó, nhưng tôi nâng cái mức độ lên là mức độ hiểu. Đúng không ạ? Nó phải đọc được 3 cái câu này. Không có hình ảnh hỗ trợ, không có từ khóa hỗ trợ, mà là các cái câu này nó sẽ phải đọc và hiểu. À, mũ, cái mà bạn đội trên đầu, hay là cái bạn dùng để viết, hay là cái ba bạn đeo vào tay. Thế thì lúc đó thì học sinh nó phải đọc đã, hiểu đã, vận dụng đã, và nó mới nối với cái mũ, đúng không ạ? Thế thì đây là cái mức độ mà chúng ta thấy bắt đầu bắt các con phải sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn. Nhưng cái mức độ cao nhất của tiểu học, mức độ cao nhất của tiểu học đó là mức độ gì? Vận dụng, hiểu và vận dụng. Tôi lấy ví dụ, chúng ta cho học sinh các cái từ này và một tình huống. Các từ cho là gì ạ? Máy tính, người mũ. Xin lỗi các thầy cô, tôi nói tiếng Việt nhé, vì rất nhiều cán bộ quản lý, tôi biết là vậy ạ, các thầy cô nhắn cho tôi rất nhiều đây rồi. Máy tính này, mũ này, con gà này, đồ chơi này. Và một tình huống đưa ra, người mẹ nói là gì ạ? Con ơi, trời đang rất là nắng,
đừng quên mang theo nước và cái gì đó về con. Và con nói là gì ạ? Thank you mom, cảm ơn mẹ. Thế thì trẻ con nó vừa phải hiểu được cái hội thoại này, nó vừa phải hiểu được bốn cái từ này, và nó lại còn biết là trong tình huống này cần phải lấy cái gì vào, phải lấy cái mũ chứ không thể là mang con gà đi được, đúng không ạ? Hay là một cái kiểu bài nghe là gì ạ? Em cho mấy cái phương án trả lời và học sinh mình nghe một câu hỏi và tìm một câu trả lời. Thì đấy là những cái kiểu mà nó tính vận dụng rất cao, không khó nhé. Đừng nghĩ rằng nó khó, nó không khó, nhưng cái tính vận dụng của nó khó. Các thầy cô mà cho quá nhiều từ mới quá dài là nó khó, nhưng từ đơn giản, cấu trúc đơn giản, nhưng cái quan trọng là gì? Cái vận dụng cái kiến thức đó để giải quyết cái nội dung của bài tập. Thì cái bài kiểm tra định kỳ các thầy cô phải chú ý vào cái yếu tố này, phải có được cái mức số 3 này. Không khó nhưng mà sẽ làm cho học sinh của mình nó sử dụng nhiều hơn, thầy cô nhé. Thế thì với cái đề kiểm tra định kỳ, chúng ta chú ý lấy chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình ra để mà làm. Và như vậy với một cái đơn vị mà có nhiều sách giáo khoa mà cứ hay khó khăn là gì, cái kiểm tra đánh giá như thế nào chẳng hạn, thì đây không phải là vấn đề. Chúng ta sẽ căn cứ vào chuẩn chương trình, vừa dạy cũng căn cứ vào chuẩn chương trình nữa chứ, sách giáo khoa chỉ là cái đề dẫn thôi, và kiểm tra đánh giá cũng căn cứ vào chuẩn chương trình. Và dù vậy trong cái địa bàn của mình mà có cả 10 cuốn sách giáo khoa đi chăng nữa, thì về mặt quản lý cấp phòng cấp sở cũng không có vấn đề gì hết, đúng không ạ? Và cái thứ hai là các thầy cô chú ý tới về các cái mức độ câu hỏi, và thế thì còn rất là nhiều những cái mà mong muốn là các thầy cô sẽ cùng trao đổi thảo luận. Tuy nhiên là vì thời gian không có, cho nên cho tôi xin phép là tôi sẽ tạm dừng cái phần mà liên quan tới cái trao đổi nội dung ở đây.